Dạ, có tóc là được rồi anh. Chắc không? Dạ. Mỗi lần mà anh Linh anh hỏi câu nghe đó câu này tôi là... mừng dễ sao mừng luôn vậy đó. Bây giờ tôi lo cái vụ này nè. Mừng ghê luôn trời ơi, dễ thương quá. Đây là có tóc gì? Có cũng vài cọng thôi. Ủa? Mời bạn Nam. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên Lưu Thị Thanh Tuyền, năm nay em 27 tuổi, hiện đang công tác tại Ủy ban dân phường 14 quận Phú Nhuận với chức vụ là Phó Bí thư Đoàn phường. Quá dữ. Quê mình ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Nguyễn Văn Khoát, công tác tại công ty dược Hậu Giang. Bạn làm công ty dược nhưng bạn cụ thể làm ở phòng nào? Dạ, em làm bên sale ạ. Sale. Tất cả các loại dược ha, dược Hậu Giang rất là nổi tiếng. Quê phát ở đâu? Dạ, em ở Đồng Tháp chị ơi. Rồi hiện nay là mình đang ở đâu? Ở nhà của công ty ạ. Ở quận 7 ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Điểm mạnh của em á, em biết hát, cũng biết nấu ăn. Nhưng mà do tính chất công việc á, thì em cũng hay đi nhiều nên cũng chưa có cơ hội nhiều để nấu. Em cũng biết theo tranh rồi móc len. À, giỏi vậy đó hả? Phụ nữ vậy là quá tốt rồi. Còn điểm yếu còn của điểm mình? Còn điểm yếu là của em á, thì đôi khi thì em cũng còn hơi nhút nhát. Với lại khi mà gặp bạn khác giới thì hơi bị khớp. Ủa, mình làm việc đoàn, mình làm việc đoàn rồi này kia đó, dạ, mình phải giảng dĩ chứ. Có lúc thôi, nhưng mà nhiều khi gặp cái đối tượng của mình thì mình lại rụt rè, bị hơi gượng xíu. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức là có 2 mối tình đơn phương. Người là em hồi đó học chung trường cấp 2 với em, còn một người là do đi sinh hoạt đoàn chung á, rồi cũng quen cũng cách đây 7 năm rồi. Mới vừa Tết vừa rồi thì em có viết thư với lại làm sô-cô-la tỏ tình á, nhưng mà ảnh không có chấp nhận, ảnh nói là chỉ xem như bạn bè thôi. Mà thích 7 năm rồi bây giờ mới tỏ tình? Dạ, để gì 1 năm 2 năm được thôi, đi kiếm thích anh khác chứ làm gì để tới 7 năm mới tỏ tình rồi để người ta từ dạ, chối. Nhiều khi chắc tính em hơi bị chung thủy như vậy. Thôi đất ơi. Mà cái lần tỏ tình đó mà bị từ chối cách đây là bao lâu rồi? Dạ hồi Tết nè, xong rồi sau đó em quyết định em tham gia chương trình luôn. À vậy đó. À, bạn trai Phát nghe bạn gái kể chuyện như thấy thương dễ sợ không Phát? 7 dạ. Năm cuối cùng tỏ tình ta từ chối, trời cái anh nào mà ác nhân ghê luôn trời. Phát thấy sao Phát? Dạ theo em là tỏ tình là như vậy thương vậy là chịu liền chị. Phải không? Vậy Phát có mấy mối tình rồi hay là có yêu đơn phương ai chưa? Dạ em thì có 2 mối tình chị, nhưng mà chia tay cũng sớm lắm chị. Tới nay là ế 4 năm rồi. Ở trong công ty dược thì rất nhiều bạn nữ dễ thương, tại sao mình không lựa chọn? Dạ làm bên sale thì đa số là nam nha anh. Nữ thì đa số là văn phòng thì nhiều, nhưng mà lập gia đình. Còn sale phải đi nhiều, phải quan hệ ngoại giao trực tiếp rất là nhiều. Dạ. Bạn không tìm được đối tượng nào cho mình à? Dạ tại vì nhà nó cũng hơi là phong kiến về cái độ tuổi một chút. Tuổi là phải tuổi thìn hoặc là tuổi tỵ. Chọn tuổi thìn và tuổi tỵ hả? Em tuổi gì khoan, xí tuổi gì? Dạ em tuổi tỵ. Rồi được. Được. May quá. Chọn phải không? Chọn đúng không? Dạ dạ. Nếu mà gia đình không chịu thì em cũng không chịu luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Rồi bây giờ em với người yêu em yêu nhau 9-10 năm rồi. Bây giờ gia đình đi coi không phải tuổi thìn, tuổi tỵ, tuổi thân đi. Rồi sao? Lúc đó thì mình cũng như là không có duyên thôi anh. Tại vì ở nhà nhai nhức đầu lắm. Trời đất ơi. Thì thôi bây giờ là coi như quen ai trước tiên hỏi tuổi trước được, hẳn tới không được thì thôi khỏi mất công đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mà thôi bữa nay đều được mà, cái này hôm hợp nay mà. Được rồi, nhưng mà vấn đề nghĩ mà bây giờ đến thời buổi này mà còn quan niệm mà tuổi phải bắt buộc hợp với nhau thì bây giờ mà thìn với tỵ chỉ có kỵ Long Dương thôi chứ kỵ gì giờ. Em muốn chết rồi còn kỵ nữa, mệt ghê luôn á. Giờ là quyết chí lấy chồng chưa? Dạ cũng. Bao lâu nữa đám cưới được? Dạ càng sớm càng tốt. Thôi cho bây giờ tuổi tác là ổn rồi, bây giờ nói cái mẫu người lý tưởng của nhau đi. Bây giờ mẫu người lý tưởng của bạn Nam là sao nè? Dễ nhìn, hiền với thật thà, trung thủy. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ cỡ miêu lê rồi đấy anh. Trời ơi. Dạ em nói chơi thôi chứ quan trọng là hợp nhau. Cỡ miêu miêu được không? Bên đây thì tóc thì giống miêu lê rồi đó, mặt thì giống miêu miêu, nhưng mà được cái đây trung thủy à. Đơn phương mà 7 năm là biết trung thủy cỡ nào rồi. Bạn có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không? Dạ mẫu bạn trai của em thì về ngoại hình thì cũng dễ nhìn được rồi, còn tính tình thì vui vẻ hoạt bát, nhưng mà đôi khi cũng nên có chút lạnh lùng chút, biết cách giao tiếp, quan tâm chia sẻ với mọi người với em nữa, và đặc biệt là phải tôn trọng em và gia đình em. Rồi cao thấp rồi sao? Cao hơn em được rồi anh. Tóc tai có yêu cầu gì không? Dạ có tóc là được rồi anh. Chắc không? Dạ. Mỗi lần mà anh Linh anh hỏi câu nghe đó câu này tôi là... mừng dễ sao mừng luôn vậy đó.
Bây giờ tôi lo cái vụ này nè. Mừng ghê luôn trời ơi, dễ thương quá. Đây là có tóc hả? Có cũng dài cộng thôi. Ôi. Há miệng mắt hoài, em nói có tóc là được rồi. Kệ em sao chị, cái gì về cho gọi đầu mọc tóc lại cũng được. Mập gì nổi. Em không thích đàn ông như thế nào? Gia trưởng, có tính đàn bà. Với lại nói nhiều mà không làm được bao nhiêu. Với lại thích khoa trương. Có tính đàn bà không? Dạ không. Có tính đàn ông không? Dạ có. À, có gia trưởng không? Dạ không luôn. Rồi, được. Có mẫu hình nào không? Dạ anh. Anh hả? Dạ. Trời ơi, chút anh kia trẻ hơn anh. Dạ. Anh hiền khô à? Em tin anh á. Thiệt mà, hiền. Ngồi nói chuyện với anh nãy giờ hiền khô à. Yên tâm ha. Bên bển nhà trai người ta binh nhau, em không tin chị mà em đi tin ảnh. Cơ hội cuối cùng về ngoại hình, có không thích cái gì nữa không? Đừng đụng chạm tới tóc tai nữa nha. Bỏ cái vụ tóc qua bên rồi đó. Dạ, cao hơn em, cao khoảng mấy 65. Vị trí đó hết sức nhạy cảm. Cao mấy 65. Dạ, chào chị. Anh cao nhiêu? Dạ, mấy 65 ạ. Vừa đủ mấy 65 luôn. Có gì nữa không? Tứ chi bình thường. Tứ chi có bình thường. Dạ, bình thường. Đứng lên kiểm, kiểm tra coi. Đi tới lui. Tứ chi thì bình thường mà không biết có cái gì không bình thường không. Anh có tật xấu gì không? Em hơi nóng tính chút xíu thôi nhưng mà mau nguôi lắm chị. Dạ hả? Lúc nóng tính nhất là mình sẽ làm gì? Nhai nhai chút thôi à. Nhai nhai là sao? Cằn nhằn nói rồi thôi. Là cái đó tính đàn bà đó. Thì nói qua là... Bỏ, bên này không có thích tính đàn bà. Bỏ nha. Thà đập cái rồi xong chuyện chứ. Đàn ông mà mình cằn nhằn đâu có được. Đúng không? Không thích bạn nữ ở điểm gì? Xe xu quá mức. Nhưng mà nữ phải đẹp chứ, ra đường phải chân diện có, chứ. Có nghĩa là không phải, có nghĩa là tin quá vậy. Xong mình xong rồi. Cái này để coi. Mình vừa nãy thấy xăm lên trán hận anh gì. Hết rồi, thôi rồi rồi. Người ta du di được cái tóc của mình thì không lẽ mình không du di được cái hình xăm của người ta. Xăm này ít thôi thì được. Nhưng nhỏ nhỏ thôi chứ. Dạ, dạ, nhỏ được không? Dạ, được, dạ, được. Thôi, vậy cũng được. Em có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ em và hai bạn đồng nghiệp. Chào anh Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ, chào cô. Dạ, tôi là mẹ của Phát. Dạ, từ Đồng Tháp lặn lội tới đây đặng tìm dâu. Dạ. Cháu đây là cũng vừa ý rồi. Bác thấy cặp này có thể là được thích ứng được với nhau bao nhiêu phần trăm bác? 100% đi. 100% luôn hả? Trời ơi. Dạ, à, cảm ơn bác. À, mình có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ, với em gái, với lại cũng đông lắm, với người thân, họ hàng. Đâu, ai đi theo nhà gái mình giơ tay lên cái coi. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. À, về tính cách của cháu ở đây nè. Được. Giờ hai trẻ lấy nhau cô ủng hộ không? Ủng hộ. Dạ. Hai bà mẹ hôm nay mẹ dễ dữ vậy. Thôi hai bà xui lại bắt tay nhau một cái đi. Hai người. Có hai bên nói gì đi. Cũng gặp gỡ chị đây là cũng niềm vinh hạnh của em. Dạ. Hai bác hiền quá. Có em gái hai đâu, ai phát biểu rồi. Em là em ruột của chị Tuyền. Theo em nhận xét thì anh cũng hiền, chững chạc. Có một điểm em chưa được cho lắm là đàn ông cần phải có chính kiến chứ đừng có nghe lời gia đình quá. Đúng rồi. Dạ, để sau này ví dụ như mình có cuộc sống riêng thì có gì mình phải quyết định. Không lẽ thì suốt ngày cứ hỏi vợ không được rồi đi hỏi chạy phải chạy về hỏi gia đình. Bàn thì cũng được nhưng mà chủ là mình phải đưa ra quyết định cuối cùng á. Thì em nghĩ như vậy đúng thì rồi, có chứng kiến tốt hơn. Dạ em nói đi, em nói với em gái thì dạ gì. Đương nhiên rồi em, tại vì cái đó là nghe lời tuổi tác thôi. Còn cái quan điểm lập trường của anh thì rất vững ạ. Làm sale cũng lanh lắm em, bà nên rung đó. Nói như vậy thì không có gì để... Em yên tâm rồi ha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Rồi. Bây giờ cho đôi trẻ gặp nhau. Kéo màn. Mình sẽ có 2 phút để giao lưu với nhau và quyết định. Bắt đầu. Anh có món quà gửi em. Dạ, cảm ơn. Anh thấy em sao? Em dễ thương. Dạ, chẳng... cảm ơn anh. Thấy gì nữa không? Nhân viên kinh doanh và lanh lắm mà anh. Gặp em luôn. Ví dụ như lấy nhau rồi em tính về ở đâu? Tại công việc của em thì em làm ở thành phố Hồ Chí Minh rồi thì nên em cũng muốn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Mà nếu mà mình anh nếu mà anh ở nhà chung của công ty thì mình có thể thuê nhà ở rồi có thể cùng nhau lên xây dựng kế hoạch để có thể tạo dựng một cái không gian riêng của mình. Gia mình thì thường là kinh doanh cái gì em hay là buôn bán gì không? Ba mẹ em bán phở luôn tại nhà. Anh cũng thích ăn phở lắm. Nói vô trời ơi. Vậy ông nhìn đâu kiếm cái gì ở dưới đất không vậy? Nhìn thẳng vào mặt bạn gái coi. Là bạn nam bán gì giới thiệu luôn đi. Dạ nhà em bán gạo chị.
Vậy là không có sợ đói, không có lo đói. Anh có gì không? Có gì hát tặng em gì không? Ờ kìa, có hát tặng em gì không? Anh không hát, em hát nha. Rồi em hát trước. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Thôi bạn Nam. Nhìn nước mắt em đã rơi vì ai, mà lòng anh cứ đau thật lại. Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn, nào ngoan nhé, nghe anh một lần thôi. Bây giờ mình hát giao lưu nhau rồi, bây giờ mình nói một câu gì thật tỏ tình, thật lãng mạn. Nếu có cơ hội thì mình trao cơ hội cho nhau nghe em. Nói chung là gặp anh ở đây cũng là một cái duyên rồi, còn cái nợ là do mình tạo. Đúng rồi. Cái nợ tự mình mượn tiền. Các bạn có 3 tiếng đếm để quyết định. Quan trọng nha. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi mình nắm tay bạn gái đi. Cảm giác thế nào bạn trai? Dạ ấm hơn. Rồi đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một... Ủa có hay say xỉn lắm hả? Nhân viên kinh doanh là chị. Ngọng dữ lắm hả? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, bạn nữ em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Em chào cả khán đài. Em là Minh Tuệ, hiện là 25 tuổi và quê ở Phù Cát. Ở đâu? Bình Định. À, Phù Cát, Bình Định. Em vào đây lâu chưa? Em vào thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm 5 năm chị. 5 năm. Hiện giờ mình đang làm công việc gì? Em là nhân viên kinh doanh của công ty phân bón. Rồi, bạn nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào cô hàng xóm, chào quý vị khán giả. Em tên là Trương Văn Trai. Em 26 tuổi, quê ở Bình Dương. Hiện tại em đang công tác tại đơn vị Thừa Phát Lại Vĩnh Long. Em phụ trách tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Bình Dương với Bình Định. Dạ. Làm nghề Thừa Phát Lại là sao bạn? Dạ, căn cứ vào Nghị định 161 với Nghị định 135 thì chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Thừa Phát Lại thì Thừa Phát Lại là 4 cái chức năng. Thứ nhất là lập vi bằng. Thứ hai là tống đạt các văn bản của tòa án và cơ quan thi hành án. Thứ ba là xác minh điều kiện thi hành án. Và thứ tư là trực tiếp thi hành các bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án. Được, cán bộ thuộc bài. Thuộc bài quá. Nghị định số mấy luôn. Rồi bạn nữ bên kia, nói nhiệm vụ cụ thể của bạn là gì? Người ta bán thuốc, người ta chăm sóc sức khỏe con người. Còn em là bán phân chăm sóc sức khỏe cây cối anh ơi. À, phòng kinh doanh thì giao tiếp khách hàng rất là nhiều. Mà không lẽ không có chàng trai nào tới mua phân bón mà đẹp trai. Thật ấy. Giao tiếp với cây với đại lý là nhiều hơn so với giao tiếp với người anh. Cũng phải có người đại diện chứ, sao cây nó tự giao tiếp được. Đa số là bác nông dân chứ có ai nói anh nông dân đâu, ít lắm. À thì đó là vậy. Mình giới thiệu về mình một chút xíu về năng lực của mình. Điểm yếu của em là em nóng tính vậy. Tức là ai mà không có hợp ý em á, hoặc là nói chuyện với em mà kiểu mà nói vô văn hóa, thì em rất là nóng và em nóng là em nói lại ngay. Còn điểm yếu gì nữa không? Xấu của em á là như say xỉn thì hay không. Ủa có hay say xỉn lắm hả? Nhân viên kinh doanh là chị. Ngọng dữ lắm hả? Không, nhậu cũng không dữ lắm, nhậu ít chứ mà lại hay đi nhậu. Nhậu lên thường thường mấy chai là khóc. Dạ, 4 chai trở lên là bắt đầu khóc rồi. Khóc là khóc chuyện gì, có gì khóc? Không có thể khóc vô duyên vậy thôi chị, chứ không có chuyện gì hết á. À, có nghĩa là nhậu xỉn vô khóc vậy thôi. Dạ. Trời đất ơi. Đó, điểm yếu nhất rồi nha. Cứ bữa nào mà giận gì là cho nhậu vô là khóc. Bạn trai thấy sao? Bên kia nói về hợp ý mình không? Ủa thì có cái nhậu thôi anh. Tánh nóng thì em thì hiền chứ không có nóng. Rồi vậy dễ, bằng kia nóng bằng hiền thì tốt. Chứ bạn mà nóng nữa banh cửa bên nhà luôn à. Cái tật xấu của em là hay nói nhiều thôi. Nói riết mà người ta nhức đầu luôn. Thôi rồi. Thầy thuộc nhiều rồi, đàn bà nói với ai đàn ông mà nói nhiều dữ vậy? Mỗi lần em vô cơ quan thì nói thôi anh trai anh vô rồi nhức đầu lắm. Trời đất ơi chết rồi. Cơ quan chịu nổi, vợ lấy gì nổi trời. Ủa em có hay nhậu không? Dạ nhậu mà ít lắm chị. Em nhậu, nhậu vô ít cười lắm. Hả? Nhưng mà có cái nhậu vô thì nó ói thôi. À. Cái tật xấu có tật xấu vậy thôi chứ. Vậy thôi hả? Thôi ưu điểm có gì? Dạ, ưu điểm của em thì không biết hút thuốc nè. Uống rượu thì biết chút ít. Còn lăng nhăng thì chắc không có. Mình có mấy mối tình rồi em?
Từ hồi học cấp 3 tới hồi sinh viên thì có được hai mối tình rồi chị. Tình đầu thì chỉ đơn phương thôi, rồi đưa đi học viết về, rồi đưa đi học viết, rồi đưa người ta đi lấy chồng luôn. Hay quá, đưa hay quá. Rồi còn hồi sinh viên thì 4 năm đại học thì mình quen vậy, rồi cái khi ra trường thì tại xa quá, cái từ từ rồi cái cũng mắc luôn. Nó chưa có gì sâu đậm đúng không? Dạ. Bây giờ bạn muốn tìm một bạn gái như thế nào? Bạn gái của em thì đơn giản thôi, hiền, vui vẻ, biết chia sẻ, vậy thôi. Em thích người bạn trai như thế nào? Em thích đầu tiên là về ngoại hình. Thì ngoại hình là phải cao, trên 1m7. Ủa em mấy cô không cao mà cứ thích bạn cao. Cao thì mới thích cao để thay đổi thế hệ sau chứ ạ. Cái thứ hai nữa là có nụ cười tỏa nắng, tức là cười tươi á. Cái người mà lúc nào nhìn vô cũng thấy giống như người nụ cười nó hiện diện trên môi á chị. Lúc nào không cười hoài coi chừng bị bệnh à. Bên đây là cười thoải mái luôn á, cười từ sáng đến chiều đó. Đó là có tỏa nắng không? Lên cười có tỏa nắng không anh? Tỏa sống luôn. Cười tỏa nắng em định hình giống như Ngô Kiến Huy á. Ngô Kiến Huy hả? Dạ. Này Ngô Kiến Lửa. Rồi sao nữa em? Còn về tính cách ấy, thì là nói nhiều thì được. Con trai nói nhiều thì thật ra cũng vui chứ không? Ủa vậy là thích đó hả? Dạ. Mừng quá. Yêu cầu cũng cao quá ha. Phải hơn 1m7 ha. Tôi qua tôi coi có yêu cầu sao. Đứng đo danh coi em 1m mấy. Này 1m4 à. Rồi. Này là cũng được. Nhiều. Dạ. 1m69 được không? Được. Được anh. Tại sao muốn giống Ngô Kiến Huy? Nụ cười của Ngô Kiến Huy nó có duyên lắm anh, mà nó dễ gần lắm. Phải không? Dạ. Anh này cười chắc cũng giống giống vậy, cười hoài luôn vậy đó. Nãy giờ cười suốt luôn rồi đó. Ngô Kiến Lửa anh ạ. Kiến Lửa. Không thích gì ở người đàn ông? Không thích là không thích đào phước. Thứ hai nữa là nóng tính mà có thể gây đến vũ phu. Bên đây không có nóng tính, hiền khô à. Mà có vũ phu. Có vũ phu không anh? Không, đâu có vũ phu, bên đây có vũ nữ. Vũ nữ cũng không được anh. Sao không được? Ban đầu biết đâu gồng quá rồi về nhà bung lụa cho anh. Được, được, được. Anh à, nãy giờ nghe nói không? Dạ. Có vũ phu không? Dạ không. Vũ nữ bung lụa không? Dạ không. Xác định giới tính chưa? Men, men, men. Bây giờ còn điểm nào em không thích ở người bạn nam? Đầu hói không thích. Chỉ một cái điều đó thôi. À, hô em cũng không thích lắm. Tại vì em cũng bị rồi. Mà giữa hô với hói là chọn hô không chọn hói. Dạ. Đúng không? Giữa hô với hói, chọn hô không chọn hói. Ở đây có hói không có hô. Em đâu có hói đâu chị. Thôi tôi hói không ơi, bằng tôi hói à. Được. Đã, khi nào mình tiến tới hôn nhân được em? Dạ thì quan trọng bên bạn nữ thôi. Em thì chắc cũng từ từ tìm hiểu chị. Khoảng bao nhiêu lâu? Thôi thì ra duyên anh cưới em luôn. Nhanh dữ vậy? Thì... sao chuẩn bị kịp? Dạ đâu có gì đâu, không kịp chị, có đủ hết rồi. Có cái gì mà đủ hết rồi? Kinh phí thì chắc cũng ổn ổn rồi. Ổn ổn rồi ha. Tự lo hay là gia đình lo phụ? Dạ thì cũng mình cũng có một chút, và gia đình có mụ thêm. Rồi lấy nhau về là mình định ở đâu? Dạ thì theo công việc của bạn nữ đó thôi. Thì em công việc em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, mà hiện tại thì em đi về về. Mình có làm dâu gì không? Dạ không, thì có ở nhà có mẹ với em không, thì đâu có làm dâu gì đâu chị. Điểm nào em không thích ở người bạn gái? Còn bạn gái thì em không thích là cao hơn em. Đâu em đứng lên chị coi. Cao nhiêu? Em cao 1m67 à. Rồi ông Linh nói thách 69. Còn phải nói thêm cho đàn trai chứ. Đẹp trai lắm, được á. Cười là tỏa nắng, rực nắng luôn đó. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Ồ có mẹ hả? Rồi chào cô. Dạ chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ. Chào mấy vị quý vị khán giả. Cô thấy bạn gái bên này như thế nào hả cô? Cô thấy có cháu gái này thì cũng xinh cũng đẹp, nhưng mà không biết là hai đứa tìm hiểu có được hay không. Dạ. Nếu mà được thì cô càng mừng. Cô muốn có mấy đứa cháu? Giờ thời buổi giờ có cháu nhiều chi cực, chừng hai đứa thôi. Cháu trai cháu gái? Trai gái gì cũng được, nhưng mà nguyện vọng của cô thích gái hơn thích trai. Em có câu nào muốn nói chuyện với bác gái không? Em trao đổi với bác gái vài điều đi. Công việc của con là nó hay đi, mà bản chất của con cũng rất là thích đi du lịch nữa. Cái mục tiêu của con là một quý con sẽ đi du lịch một điểm, tức là con rất là hay di chuyển. Thì không biết là cái này là phía người lớn mình có ngại về chuyện này không ạ? Không, hình như là cô cũng có cái máu đó. Vậy dắt cho cô đi với, lâu lâu dắt cho má đi theo với nhau. Vậy nếu được là cả gia đình mình đi du lịch cô hả? Đúng rồi, cô cũng có cái phong trào mà đi du lịch đó. Nên cô không có phản đối cái vụ đó đâu. Dạ. Thấy không, thấy má quá xuất sắc không? Quá là dễ luôn, đâu có gì đâu, ái ngại, đâu có lo lắng gì đâu. Dạ. Rồi hôm nay mình đi, có ai đi theo ủng hộ mình không?
Dạ là có hai đứa em. Em ruột hả? Dạ em họ. Em họ. Rồi chào hai em. Rồi em nhận xét anh trai bên kia như thế nào? Dạ ảnh hiền mà dễ thương lắm chị, bấm nút đi chị. Trời ơi, chưa có phân tích gì là vậy thôi á. Ngắn gọn vậy thôi đó hả? Dạ ngắn gọn dễ hiểu thôi chị. Gọn gì được rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt ha. Kéo màn. Dạ anh chào anh. Không biết nói gì nữa. Cảm nhận về bạn gái lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Em thấy anh sao? Trời đất ơi. Thấy bạn gái thế nào? À dễ thương. Tính tình cũng quyết đoán lắm ha. Dạ em cảm ơn anh. Em thấy anh sao? Anh hiền, đẹp trai, nụ cười cũng tỏa nắng giống như anh Quyền Linh nói. Nói đâu có xa, việc nắng luôn. Dạ. Vậy. Anh có hay đi du lịch không? Tại vì cái thời gian của anh cũng kín á, cứ phụ thuộc bên tòa án với bên thi hành án thì nó ít có thời gian hơn. Nhưng thì nghĩ chỉ được có thứ bảy với chủ nhật thôi. Lên kế hoạch thì cũng đi gần gần thôi, ví dụ như đi ra Vũng Tàu thì được. Vậy giờ hiện tại em đang làm Quy Nhơn mà lỡ yêu nhau thì sao? Ở Quy Nhơn luôn hả? Dạ. Không sao, xa nhau chỉ là thử thách thôi. Ví dụ như mình kết hôn rồi thì công việc em có luân chuyển về đây được hay là ở ngoài đó luôn? Em thì em rất là thích di chuyển, nên là nếu như mà công việc em có thể thiên chuyển được thì em vẫn thiên chuyển bình thường, chứ em không có nhất thiết phải cố định một chỗ nào hết. Bây giờ nói một câu tỏ tình nào đó để bạn gái có thể tiến tới bấm nút. Em hát bài được không anh? Được. Nhìn thẳng mặt bạn gái hát kìa. Từng đêm anh mơ mơ có em trong đời, dù đời ta đã cách hai phương trời. Từng đêm anh mơ những chiếc hôn ấm nồng và vòng tay ấm ấm của em. Em yêu dấu hơi, anh đang bối rối vì tim anh đã thuộc về em. Em yêu dấu hơi, xin em hãy hứa tình đôi ta mãi không phai nhòa. Giờ đây anh chỉ biết mong em nhớ em, từng dòng thư gian đầy ấm yêu thương khát khao. Dù tình đôi ta còn lắm ưu tư muộn phiền, những đôi tim đã hòa chung nhịp yêu thương. Chuyện tình đôi ta còn trôi lăn đan giữa dòng, đừng buồn nghe em và hãy luôn luôn vững tin. Rồi ngày mai đây bờ bến yêu thương ngọt ngào sẽ chào đón đôi ta trở về. Rồi bạn gái có muốn nói gì đáp lại gì với bạn trai không? Em nghĩ anh là người sống nội tâm và em hy vọng là vậy. Rồi hết thời gian, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Ba hai bạn để tay vào nút bấm. 3 tiếng đếm để quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3. Rồi nắm tay đi bạn. Đấy, đây là những chiếc vé xem phim, các bạn sẽ có thời gian để tìm hiểu kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, trên các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn trai thích hát không bạn gái? Dạ cũng được, nhưng mà không được hát hay nghe. Trời ơi, trời ơi. Chúng ta mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào em. Em chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Kiều Hồng Vàng. Wow, cái tên thật là ấn tượng và đặc biệt phải không các bạn? Vàng mình năm nay bao nhiêu tuổi và đang làm công việc gì? Dạ em năm nay 23 tuổi, em làm tóc. Dạ. À mình đi làm cho người ta hay là mình kinh doanh? Dạ em làm cho sư phụ của em. Rồi em ơi cho anh hỏi lại, hầm vàng hay là hồng vàng? Dạ màu hồng vàng. Màu hồng với màu vàng. Hồng mà màu vàng nữa, tức là hai màu đúng không em? Rồi chúng ta sẽ gặp chàng trai. Xin mời. Bên đây hồng hồng vàng, bên đây không biết màu gì đây. Chào bạn. Rồi mời bạn ơi. Bạn tên gì? Em tên là Tuấn, 32 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ công việc của em là bên nhân viên cây xanh. Cụ thể là em đi chăm sóc cây xanh, tưới nước rồi cắt tỉa. Hay à, cái nghề này hay đó nha. Vàng ơi, trời chị kêu Vàng ơi, cho thấy năm nay chắc chị giàu quá. Vàng ơi,
Trước giờ em đã có mấy bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình mà hồi đó còn em đi còn đi học lớp 12. Cũng có mấy tháng rồi chị, tại chị đi tập thể dục rồi hai đứa nói chuyện qua lại cái quen nhau, có bố em biết luôn. À. Sau đó em đi lên thành phố rồi, do không hợp nên xa về địa lý á chị. Với lại không thích nữa nên em... Từ xưa giờ là một mối tình đó thôi đó hả? Còn mình đi, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì được hai mối tình. À. Cái mối tình đầu tiên của em là nó học trò thôi anh. Học đi học xong yêu nhau đúng không? Dạ. Em muốn nói tới mối cái tình gần đây của em á, là mối tình ở qua mạng. Qua mạng hả? Dạ. Lâu không? Mối tình đó lâu không? À, mối tình đó thì xảy ra chỉ dọn dẹn trong 3 tháng thôi. Ủa em, mình chat với nhau, mình yêu nhau trên mạng luôn hả? Mình chat nhau chỉ là cái phương tiện để mà mình gặp gỡ và tìm hiểu thôi. Rồi sau đó thì em và cô ấy nói chuyện với nhau và cảm thấy có nhiều điều giống như cái người mình mà đang chờ đợi vậy đó. Nó cảm giác rất là mạnh. Bây giờ bạn có thể tả một chút xíu cụ thể khi mới gặp nhau ở ngoài thì hai người như thế nào? Em nhớ như in trong đầu của em là lần đó là em và cô ấy hẹn nhau. Hôm đó nó có giống như ông trời, ổng có một cái sự sắp xếp sẵn vậy đó. Thì bữa đó em vừa đi đến điểm hẹn thì trời đã lất phất mưa. Thì lúc đó thì cô ấy đến đón em ở trong một cái trang phục rất là bình thường. Mà em nhìn cô ấy em cảm thấy là cô ấy chính là người mà em yêu, em chờ đợi. Cô ấy cảm thấy là ướt hết người đó. Em xong thả... em làm gì để cô ấy khô? Em chỉ nói rằng là anh nhìn em như vậy anh cảm thấy, anh thấy thương em quá. Rồi như vậy là khô rồi đó. Rồi cô ấy nói sao? Cô ấy, cô chỉ cười, cười rất là tươi với em. Rồi cuối cùng là tình yêu đẹp vậy, tại sao lại phải chia tay? Lý do nào mà mình chia tay? Em cũng đã đưa cô ấy về nhà để ra mắt gia đình. Nhưng mà rất là chỗ là gia đình cô ấy giống như là phải môn đăng mà hộ đối đó anh. Cái điều kiện em thì không bằng gia đình cô ấy. Gia đình cô ấy cần một cái gì đó chắc chắn hơn. Tính cuối cùng thì cô ấy nói là phải chịu ý cho cha cô ấy. Tức là nghe lời gia đình cô ấy. Dạ, vậy dạ, là tình yêu cũng chưa đủ lớn rồi. Thế còn Vàng, từ xưa giờ bạn có quen ai ở trên mạng chưa? Dạ cũng chat mà làm bạn à, chứ em không có tin vào tình yêu trên mạng. Tại sao lại không tin? Mạng ảo lắm chị. Ảo gì bên em, tao yêu thiệt mà đâu ảo gì đâu. Đó, bên đó trời ơi, chắc 500 chắc được có 10 à. Biết đâu mình nằm trong số 10 đó thì sao? Em không có may mắn vậy. Thực tế thì Vàng muốn cái người bạn trai của mình là người như thế nào? Hài hước. Hài hước. Em không quan trọng chiều cao hay là ngoại hình. Em quan trọng nhất là có trái tim, tâm hồn. Nói chung là thân thiện với mọi người, thương mọi người. Không có xạo. Không có xạo, biết rồi, nãy giờ là không thích trên bàn quyến. Bên đây không hề xạo một xíu nào hết á. Bạn trai không có để tóc dài được. Em không thích tóc dài. Em không thích đi mà kéo dép lê, em không thích. Đi kéo dép có gì đâu mà anh tức quá. Sao kéo ta đi dép ta kéo có gì đâu mà phải không thích. Nghe chói tai. Không có lịch sự gì hết trơn á. Rồi sao, mắc mới gì tóc dài không thích? Em thích cắt gọn gàng lên. Nhìn tại sao em để tóc dài được mà em bắt bạn trai em không để tóc dài? Nhìn nam tính. Nam tính. Trời ơi. Vậy tiêu chuẩn người yêu của em như thế nào? Nếu giả sử đừng là người yêu em thì em sẽ, nếu cô ấy làm những gì mà cô ấy cảm thấy thích và điều đó là tốt cho cô ấy, em sẵn sàng để cho cô ấy làm. Em hỗ trợ, em ủng hộ hết mình. Chắc không? Dạ chắc. Rồi giờ cái điểm nào mà bạn không thích ở người bạn gái của mình? Ví dụ như là nói nhiều quá một cái vấn đề gì đó. Em có nói nhiều không? Ờ, em nói cực kỳ nhiều. Chết là xong rồi. Trời ơi, tóc gì mà để dài dữ vậy ông? Thiệt hả chị? Gọn gàng chứ. Trời ơi, tôi nói chơi mà có thiệt vậy đó hả? Quay mặt qua đây coi coi làm gì mà quay bên kia vậy? Xích qua đây, quay cái ghế qua. Dạ. Đó. Vậy thấy em sao ạ? Quá đẹp trai luôn. Cảm ơn chị. Chị đẹp gái. Trời ơi. Bởi tôi nói đời cho đi là sẽ được nhận lại mà. Nhưng mà về cắt tóc rồi lên gọn gàng nha không? Dạ, cái này chắc là để không còn tóc luôn á chị. Rồi giờ bạn đứng lên coi. Bạn đi thử vòng tôi coi coi. Dỡ dép lên. Trời ơi, đó. Để nghe kia không? Đi mà lết là thì cô chia tay. Nhưng mà nó nghe nè. Dạ. Bữa nay mình đi tới mình đi cua gái thì sao không mang giày mang dép vậy? Dạ. Em vậy gần gũi hơn. Không phải, em sợ thường thường cái người mà thích mang dép vậy là đi là mang khi nào dép nó cũng lê dọc đường nè. Em nghĩ rằng là đàn ông thì cũng không nên đi lê dép, nếu mà em thấy anh lê em sẽ chỉnh. Hồi nãy tôi mới chỉnh chứ không thôi là lê rồi. Thấy là không được, là vừa tóc dài mà vừa đi dép lê nữa là thiêu rồi. Hồi mai là khó chịu lắm. Gái tôi hỏi là bạn có đam mê âm nhạc không? Em thích nghe nhạc, em hát cực kỳ dở. Nhưng mà em thích hát. Vậy hả? Ôi, thích hát thử một câu, hát thử một câu. Trời, tôi thích nghe mấy người nào mà hát dở mà thích hát lắm. Cái đó là nhược điểm của em đó chị. Hay mà hát là chuyện bình thường. Hát đi em, hát đi em. Nhược điểm của em là nửa đêm em hay dậy em hát lắm. Trời ơi. Rồi bây giờ em cứ coi như đây là nửa đêm đi.
Mà em hát phải minh họa. Rồi em minh họa đi. Chị mời em. Kỳ vô vị, 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 kỳ vô vị. Thôi không có thôi. Thôi thôi thôi. Dở quá không anh. Ủa, kỳ vô Mỹ là ý nghĩa gì? Cái bài đó em không biết tiếng gì nữa mà em thấy nó hài hài. Em thích hài hước mà. Đi hài đã già cũng cười chưa á. Bạn Nam thấy sao cưng? Em cũng rất là thích hát. Bây giờ em đáp trả lại bạn gái một tí đi rồi em cũng... Dạ. Em thích bạn trai thích hát không bạn gái? Dạ cũng được, nhưng mà không được hát hay anh em. Trời đất ơi. Tại vì hát hay anh em dìm hàng em sao? Không, chị nghĩ không ai dìm nổi em. Em hát hay em hát thử coi. Hát thử cho bạn gái nghe coi. Ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên rèm ai vẫn làm ngơ. Trăng tròn trăng khuyết trăng mờ, bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Được ra được ạ. Được. Thôi rồi. Chết em rồi. Chết rồi, tiêu rồi. Em rồi. Em như cô gái mà như vậy là chết rồi. Nghe người ta nói gì không? Không có thích cái người hát hay hơn. Em hát, em có hát hay em phải cố tình em hát dở chứ. Còn em hát hay kiểu đó là tiêu rồi. Không có mắc mớ gì ta hát hay không cho ta hát hết trơn á. Nhưng mà bên đây người ta kiếm chồng không có thích được hát hay hơn người ta. Mắc mớ gì kiếm chồng rồi kiếm chồng hát hay là hát hay, hai cái hát khác nhau. Hát hay dìm hàng người ta. Tôi nó khó chịu là cũng ế là vậy đó. Ok người ta. Ủa anh nó vợ hay là anh này nó vợ? Tôi không biết sao là tôi không gả ông em đây cho bên đó. Ông làm như tôi chịu gả vậy trời. Mở màn lên cho hai người ta quyết định. Khó chịu. Hát gì đâu. Rồi mở màn lên. Thì hát hay. Sao bây giờ bạn bên đó hát hay hơn mình rồi. Em thấy thì sao? Trời ơi, hát hay là em không chịu rồi đó. Anh nói với em kiếm mà có ai mà hát dở nghe mình cùi vậy nè. Nhưng mà hát hay chỗ nào cũng được anh. Trước mặt em không được hát hay. Người ta hát dở nhưng mà người ta có độc chiêu. Anh làm được không? Nói chơi vui chơi nha, em có duyên lắm á. Hát lại lần nữa anh coi. Thôi ơi, nó hát. Thôi đừng có nhìn hàng người ta. Xây mặt lại đi. Có 2 phút bắt đầu. Anh thấy em có giống như trong hình tượng anh muốn tìm không? Em thể hiện nhiều cái khác lắm. Nhưng mà có một điều là anh nghĩ rằng là em là người cũng có thống tình cảm, thì biết quan tâm người khác. Đó là những điểm mà anh thấy rất là hợp. Và cái điểm đó là điểm trọng tâm của anh đó. Vậy hả? Ôi trời, anh đi rồi. Càng ngày anh thấy em càng có duyên lắm á nha. Định bao lâu kết hôn? Thì nếu mà thấy rằng là đúng là người đó là người mẫu của mình, mà người ta cũng hiểu mình, ta đồng cảm, mình cũng đồng cảm người ta, thì sang năm là em bắt đầu tiến hành kết hôn. Chịu một năm nữa hả? Một năm hơi nhanh. Thì không, anh nói là khái của anh, nhưng mà anh đã tôn trọng em. Anh tôn trọng bạn gái của anh thì anh cũng phải xem cái hoàn cảnh của cô ấy nữa, điều kiện của ấy nữa. Nên muốn mấy đứa con? Dạ hai thôi chị ạ. Hai thôi hả? Dạ. Chị không em, hai được không? Dạ hai cũng được. Chứ xin nhiều quá tiện đâu nói. Nhưng mà anh cũng lo cho em á. Nếu mà em xin nhiều quá thì về vấn đề của em nó ấy, anh quán quan tâm cho em. Cái vấn đề của em nó ấy là gì? Vấn đề gì? Ví dụ như là cái nhan sắc của em, hoặc là rồi những cái mặt khác của em khi mà em tiếp xúc với bạn bè, bị bận biểu thời gian cuốn vô gia đình nhiều quá. Nhan sắc làm sao? Nhan sắc là vậy làm sao? Em thấy rằng là nhan sắc của ấy rất là đẹp, đẹp trong mắt của em. Anh thấy em rồi đó, em đâu khác quá người luôn, quá khác người bất thường. Anh thì không, hãy để tâm cái vấn đề đó. Hỏi em có phát hiện ra một cái điều gì đáng nhớ cô gái này không? Có lẽ nhiều khi nhìn cô ấy em khóc quá em nhớ. Khóc quá. Anh thấy cái nụ cười này rất là khó quên nha, đang cười lại. Đó, đừng có bình miệng. Cứ ra 1, 2, 3 cười nè. Hết cười rồi anh ơi. Đấy, nụ cười rất là có duyên ha. Dạ đúng rất rồi. Rất là đáng nhớ. Anh nói em mới để ý em là thấy vậy. Trời, đi tìm người yêu mà không nhớ gì chứ á. Để em cười trước mặt ảnh luôn mà ảnh không có, để có khi ra khỏi cái chỗ này rồi anh mới chấn tĩnh lại, anh mới nhớ được. Dạ, sao vậy? Em làm anh gì mà anh không chấn tĩnh nổi? Đôi khúc lúc có những cái mà mình không thể giải thích được em à. Nhiều khi cái điểm độc lạ của người phụ nữ của mình tiếp cận á, nó làm cho mình bị cảm giác như là nó ba hồn hay nó bay bổng. Ba hồn bay bổng hả? Bớ ba hồn chính dí phải tập hợp vậy đây. Rồi thôi. Hết thời gian rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm được quyết định. Đây. Dạ, nút là của em đâu anh Quỳnh Linh? Đây cái nút nè. Đâu? Em muốn là nút nào tùy em, kiếm nút đi. Đây hả? Em kiếm nút. Đúng rồi em. 1 2 3
hết thời gian. Bây giờ cảm giác của anh thấy thế nào? Em lại cảm thấy gần cô ấy hơn nữa rồi, em run nữa. Đúng rồi, giờ đang đứng gần nè. Dạ. Sao run trời. Anh nói tay em nhé. Rồi nhìn thẳng vô mắt người, nhìn hai người nhìn thẳng vô mắt nhau coi. Nhìn nhau cười, một hai ba cười. Rồi, chúc mừng hai bạn. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho mình ha. Rồi mời hai bạn xuống dưới đợi một chút xíu. Anh dễ dãi lá tức là chiều, ai chiều anh chết rồi em. Ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai để xem họ cảm nhận thế nào về những mối tình ảo thông qua mạng internet. Cảm ơn. Và bây giờ chúng ta xin mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Rồi. Em chào chị Cát Tường. Ừ, chào bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Dạ, chào các bạn khán giả ở dưới. Em tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên Thảo. Thảo. Dạ, năm nay em 29 tuổi. Thiệt 29 không á? Chứ chị nghĩ em nhiêu? Bốn mấy hay là hăm mấy? Trời ơi, 29 gì mà giống như 19 vậy? Chị khi em nó hơi lố đó. Có nhiều người khi em cũng trẻ khoảng 22 thì có, chứ mười mấy thì nó hơi lố. Thấy em cũng hơi lố rồi đó. Mà hiện giờ Thảo đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang làm việc ở công ty B&G. Công ty, dạ, B&G. Mình làm cái nhiệm vụ công việc gì? Dạ, em làm nhân viên phòng thí nghiệm. Chị, mà chị biết B&G là công ty gì không? Bột giặt. Dạ, em sợ anh lộn qua Vàng Bạc Phú Nhuận nên em phải nhắc trước á. Dạ. Em mà nói đố này mà em đố gặp cái anh Quyền Linh là em thua rồi. Quyền, dạ, Linh cái gì anh cũng rành hết trơn á, anh giỏi lắm. Dạ không, em cũng biết chị, em coi chương trình nhiều em thấy anh cũng tám dữ. Rồi mời bạn nam lên đi anh. Lên đứng nhất là chặt chém bên kia xong quay qua tôi nữa ha. Nhớ đi nha. Rồi xin mời bạn trai. Có tôi đây. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Cùng quý vị khán giả, lời đầu tiên gửi chương trình chúc sức khỏe đến mọi người và mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Hơi bị khớp đúng không? Dạ hơi bị rung. Bạn tên là gì? Dạ em tên Duyên. Em nay 30 tuổi. Tên Duyên hả? Dạ. Tên giống gái quá. Tên giống gái làm nghề gì bạn? Dạ em làm bên thiết kế thi công hệ thống điện, gọi tắt là đun dây điện. Tại sao thấy bạn lại đẹp trai thế này cũng phong độ này mà chưa có bạn gái? Tại vì là lý do em ế là một xu thế của quốc tế. Ế là một lợi thế để mình bàn mưu tính kế, mình xây dựng tình thế để khống chế tình yêu. Trời ơi trời. Rồi chúc mừng em. Em đã gặp được đối thủ. Bây giờ em ngon em chặt chém cái anh ngồi bên kia màn kìa. Chứ em đừng có chặt chém MC nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ chị em. Anh nói... ơi, em nghe anh nói nguyên một cái câu đó, em cảm thấy em cũng lo ngại cho bản thân quá. Tại em không thấy cái gì là tình cảm thiệt là tình của anh tìm người tử tế chẳng hạn. Chứ giờ anh đi mua tính kế chắc em chết quá. Không sao đâu em, anh dễ dãi lá thích là chiều, ai kiều anh chết rồi em. Nãy giờ anh nói xong là em cứ nghe chữ kế là em thấy em rung lại bẫy rồi. Vậy á hả? Hiện tại giờ anh đang dùng nam nhân kế nè em. Anh thi triển danh Quyền Linh hả? Chứ em chưa thấy được cái nhan sắc của anh giờ sao ta? Cái nhan sắc của anh là gọi là chim sa cá lặn em ơi. Mấy hai đứa thò đầu qua coi mặt nhau luôn đi. Anh ơi, anh nói câu đó mà khán giả cười quá trời luôn, em nghĩ chắc nghiêng thùng đổ nước rồi. Nói thôi chứ anh thông báo em bên đây rung lắm, tay chân quý quá trời ngồi nè, nó ngồi bật nút ra luôn nè. Tôi nghe vô là làm thơ em quá lên mà. Hồi đó giờ bạn yêu bao nhiêu người rồi bạn? Dạ hai người. Hai người, hai dạ. Người đó là một người thời đi học, còn một người thì đi làm rồi chị. Rồi tại sao chia tay? Người đi học thì sao? Người đi học thì bạn ấy cũng dễ thương lắm nhưng mà tính hai người không có hợp. Người thứ hai là em rình Facebook người ta, em phát hiện người ta có bạn gái rồi cái em bỏ. Bạn quan điểm thế nào về tình yêu? Trong tình yêu là đừng có thẳng tính quá, thẳng tính là sai, giả này người ta mới thích. Gì nữa? Anh đang nói em đó chị ơi. Bạn Thảo hôm nay bạn đến đây có ai đi theo cổ vũ bạn không? Dạ có, đồng nghiệp với lại bạn. Đồng nghiệp của bạn đâu? Dạ ngồi bên dãy bên kia. Chào các bạn. Dạ. Ủa cái Thảo ơi, hốt đi là hốt cái gì vậy bạn? Dạ có cái gì hốt được hốt hết chị. Nhưng mà bạn thấy bạn trai như thế nào? Cảm nhận của em á, ảnh rất là hài hước. Chị em thì cũng rất là hài hước. Như anh chị thấy là 1 9 1 10. Nếu mà chị hốt được thì hốt về chắc cười, không có buồn đâu. Rồi cảm ơn bạn. Qua tôi coi mới được, chết rồi. Trời ơi. Chào.
sao cái mặt với cái kiểu nói chuyện nãy giờ nó quớt nhau vậy? Tưởng tượng hình dung ra bên này nghe Hường là một cái anh chàng là cái như là nó lớn tên lớn ca lớn cất, mà sao cuối cùng là thấy bảnh không chị? Bảnh có bảnh ngứa mặt lên tao nhìn coi gì mà cúi xuống dưới vậy? Em mới cỡ chị chắc chết đó. Tại vì nhìn chị đẹp quá em mới cỡ nữa thôi. Thì tập trung bên đây đi, đừng quăng tôi nữa. Bài thơ nào hay nhất đọc nghe. Để đọc bài thơ nào khen sắc đẹp của tôi coi. Chị Tường hôm nay đẹp quá, em hôn chị lên má. Hết rồi chị. Suy nghĩ rồi hết. Thua sư phụ. Trời ơi, đứng đó ổng đẹp, ổng hôn thiệt nữa, mệt nữa. Nghe không Tư? Hồi là làm thơ nữa đó, kéo hàng lên là làm thơ. Bây giờ hỏi là mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người của em là người đó là phải tiền thoáng mà nở hậu càng tốt. Em thì em không thích mấy người mà người phụ nữ thủy chung trước sau như một, giống LCD chứ mình. Em nói bên kia nghe rõ chưa? Nghe. Em có thần tượng một người phụ nữ nào không? Có thể người yêu giống ai không? Đẹp hơn chị Cát Tường tí. Phải đẹp hơn chị Cát Tường hả? Dạ. Mẫu người nào em không thích? Ăn hàng rồi đi tắm, đi nói xấu người khác. Nãy giờ bên kia có nói xấu bên đây chưa? Nãy giờ chém em dữ quá rồi. Ta chém thôi chứ ta có nói xấu hồi nào đâu. Còn bạn, cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Em thích cái người này, con trai họ phải hơi men một xíu. Men là cái tính thôi, nhiều khi có thể là cái hình thái là giống như là cư sinh nhưng đừng cái da u thịt bắp lắm. Nhưng mà dạ, nhưng mà bạn tính bạn men một chút và bạn cũng thẳng thắn. Nên nói với anh Huyền Linh á. Mẫu lý tưởng của em là giống như anh Huyền Linh. Gần giống đó, dạ. Vậy bây giờ cái mẫu người nào là bạn không thích? Dạ, mặt mà nó hơi ác ác với đểu đểu. Tại sao không thích đểu? Đểu nhưng mà nhiều khi cái mặt ta vậy nhưng mà người ta vẫn tốt, đẹp trai là được rồi. Dạ thì em thích cái người có nụ cười hiền. Còn mặt mà ác với đểu thì thường thường nó có cái phong cách sẵn rồi chị. Là nó toát ra luôn rồi. Vậy là anh Huyền Linh là cười hiền á hả? Anh Huyền Linh anh cũng thẳng tính. Cười nó thẳng tính không có thể nổi. Em thấy anh có đểu không? Dạ cũng giờ thì thấy hơi hơi rồi đó. Xa xa lắm. Xin lỗi anh. Anh làm em run quá, em nói lộn á. Chứ em thích anh. Được không anh? Nhắm cặp này ổn không? Cá tính cũng ổn. Phải hai hả? Người này về lấy nhau về bảo đảm nhà vui lắm. Thôi cho kéo màn lên đi, cho hai bên lên nhìn nhau đi. Riêng mọi người 2 phút nhưng cặp này là 5 phút. Thôi làm thơ hết 4 phút. Rồi hai người nói chuyện lớn lên nha, bản lĩnh lên nha. Cô ta bản lĩnh lắm ha. Anh này cũng giống giống Huyền Linh, đẹp trai Huyền Linh. Chào em. Sao nhìn anh? Dạ. Nhìn người này. Dạ em chào anh không có nhìn anh đó. Dạ. Chào em. Dạ em chào anh. Nhìn em rất là ngon. Búp. Trời ơi. Anh nói câu sao cái em cũng muốn ha. Ừ. Bị ngọng rồi. Tại anh khen em kiểu đó anh ngại quá. Thí dụ như anh khen em đẹp đi, hay trẻ gì đó là em thích hơn đó. Cho anh hỏi tí nha. Nhà cục cưng ở đâu? Dạ em có nhiều nhà lắm. À. À nhà trọ hay nhà ở? Nhà nào cũng được em. Dạ vậy nhà trọ em ở đây anh. Quê em ở đâu lần? Dạ em ở Khánh Hòa. Em muốn gì hỏi anh không? Em muốn gì hỏi anh là em bây giờ em chỉ có muốn. Ý nói là anh muốn gì hỏi em á, tức là nói ngược lại. Dạ anh muốn gì hỏi em thì anh cứ hỏi đi anh không sao nữa. Nãy giờ anh hỏi rồi, để nhiều khi anh lanh quá rồi em bị khớp nữa. À, chắc đúng là cũng hơi khớp thiệt. Bạn anh hôm nay ai đi theo anh vậy? Anh có người thân đi theo, đi thân anh đi. Dạ chào chú ạ. À. Chú là gì? Tôi là cậu của Duyên. Chú thấy hai người có hợp không chú? Thì cái tùy hai cháu thôi. Còn mình là chỉ bây giờ hồi xưa người ta nói cha mẹ đâu con ngồi đó, chứ bây giờ con nó đặt cha mẹ ngồi. Dạ cảm ơn chú ạ. Rồi chúng ta còn một phút nữa nói chuyện với nhau. Tí nữa nhớ bấm nút đỏ bình chọn cho anh được nha em. Thấy lộn like cho anh rồi. Anh câu like của em rồi anh có like cho em không? Có, anh like 1000 like cho em luôn á. Trời hết giờ. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để chọn nút đỏ. 1 2 và 3. Thấy ổn không? Dạ cũng vui. Vui hả? Nắm tay nhau đi. Anh sẽ vì em làm cha từ bé em. Em thấy anh dễ thương không? Vui tính. Vậy thôi chứ tâm hồn yếu đuối lắm em. Hả? Em thấy tâm hồn em cũng yếu đuối nữa. Vậy giờ ai lo cho em vậy? Hai người yếu hết trơn hả? Dạ. Ra một kia lo đi. Dạ. Dạ ngày 3
cử, mỗi cử 2 tô. Tụi em một ngày 2 bữa, mỗi bữa 3 tô cũng quê. Mà ngày hôm nay cái gì, vụ gì? Cái gì đây? Em nhìn áo tím là chung thủy đó. Anh tìm đến em hay em tìm đến anh? À, cái vụ này mới lạ nha. Cọc tiền trâu hay trâu tìm cọc, đúng không? Ừ. Ngày xưa là trâu tìm cọc, nhưng bây giờ xin lỗi là bình đẳng giới rồi. Cọc cũng có thể đi tìm trâu. Nói chung hai đứa tìm nhau. Em có thấy như vậy đúng không? Đúng luôn. Ừ, bây mình giờ phải phỏng vấn mấy bạn coi là bây giờ trâu đi tìm cọc hay là cọc đi tìm trâu. Vậy đi, quyết định đi. Thả màn xuống. Rồi, xin mời chàng trai. Bạn tên là gì? Em tên là Vũ. Vũ. Mấy tuổi? Em năm nay là vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi, làm nghề gì? Em là nhân viên kế toán anh. À, dữ rồi nha. Rồi, chúng ta xem thử bạn gái bên kia tên gì, làm nghề gì. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là gì? Dạ em tên là Trang, năm em 22 tuổi, em đến từ Bình Dương, hiện đang là sinh viên. Hình này em á hả Trang? Dạ. Chị ngưỡng mộ em quá. Để một lát nữa chị hỏi coi bên kia có thích mẫu người lý tưởng giống vậy không nha. Chị cho coi hình trước khi coi mặt. Dạ. Em ăn nhiều lắm hả? Cái gì vậy? Tự nhiên hỏi ta ăn nhiều á. Kệ tôi, tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Em ăn nhiều lắm hả? Dạ, ngày ba cử, mỗi cử 2 tô. Trời ơi. Hiểu hình thể bên kia làm sao rồi á. À, em nghe em thấy sao? Cảm giác sao? Em tự nhủ trong lòng là mình cố gắng đừng có hụt hẫng nha. Hụt hẫng nha. Bên kia ăn cử 2 tô đó. Bên kia là ăn một ngày 3 bữa, mỗi bữa 2 tô. Thì em một ngày 2 bữa, mỗi bữa 3 tô cũng quê. Em ơi, mà chị tò mò lắm. Chị muốn hỏi cắt ngang cái là em cái mẫu người lý tưởng, bạn gái của lý tưởng của em là sao em? Em không có mẫu bạn gái cụ thể gì ơi. Em nhìn thấy em thích là được rồi à. Dạ, em có thích người mập không? Chị hỏi khó quá, chị hỏi câu hỏi vậy 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 hơn xíu. Vậy để chị hỏi bên đây bên kia nghe nha. Em nhiêu ký em? Dạ, lúc đó là em 86 ký. Hiện tại em ơi. Đây, hiện tại. Hiện tại. Trời. Được rồi. Chưa ra trường, cầm đi. Để anh coi trước, chị người nước ngoài đứng kế bên mà thấy chị nhỏ bé quá. Nè, tặng em luôn. Được không, được không? Bạn gái tương lai đó. Em trả chị về ơi. Đây chị coi luôn coi. Không xi nhê gì. Em là chị thấy em là to lắm rồi đó. Nhưng mà đối với bên đây là không xi nhê gì. Em thấy em cũng nhỏ con rồi chị. Không to em, to đối với chị. Em nhỏ con. Nhỏ đối với bạn ấy. Giờ tôi hỏi mập có chịu không? Em nhiêu ký? 89. À không, mà nếu cân trong tuần này thì 92 rồi. Vậy được rồi, bên đây có 86 à. Này chắc cũng ăn dữ lắm. Thích ăn hả? Sở thích là gì nữa? Ăn. Em chắc có ăn nè. Sở thích ăn rồi hả? Tôi hiểu tại sao bà ế rồi. Em làm sao mà tự dày mà ra được như vậy? Dạ, chắc là tại vì hồi xưa, hồi đó em còn mập á, không ai thích chơi với em hết. Cho nên em ghét ốm là trời. Nhưng mà em làm cách nào để em xuống ký nhanh vậy? Em tập thể dục với lại em ăn kiêng. Ngày em ăn một trái táo thôi. Một ngày ăn một trái táo thôi? Dạ. Ăn bao nhiêu ngày như vậy? Dạ, em tự ra cho mình một cái khoảng thời gian, rồi trong khoảng thời gian đó mình phải xuống được bao nhiêu cân. Ví dụ như em tập thể dục 3 tháng thì em sẽ ra 2 tuần em ăn kiêng. Trời ơi, chị ngưỡng mộ em quá. Chị là từ cái thời chị còn có gái đến bây giờ là lúc nào chị cũng tròn như vậy. Mà chị chỉ muốn xuống có 4kg thôi. Mà 18 năm nay chị chưa bao giờ làm được điều đó. Chị không thể nào như vậy mà một ngày ăn một trái táo là chị thà chị chết còn hơn em à. Ồ, em hay quá. Vậy là em không có kiên nhẫn rồi. Bởi vậy người con gái như vậy mới là hay đó, rất là kiên nhẫn ha. Nhưng mà bây giờ em đẹp rồi tại sao em vẫn ế? Dạ có lẽ là tại do hồi trước á, người ta hay chọc ghẹo em á, rồi em mỗi lần mà em đi ra đường là em hay làm mặt nghiêm mặt ngầu để cho đừng có chọc ghẹo em, cho nên bây giờ thành một cái thói quen, cho nên ai nhìn cũng sợ, rồi chắc cũng nghĩ là con này thì dễ gì mà chưa có người yêu. Sao mình muốn cua là người ta? Thì hiện tại là giờ đang đi cô trai công khai trên TV nè. Thấy chưa, sợ chưa? Chuẩn bị bạn bị cua nha. À, bạn thấy sao? Em cũng muốn cái vinh dự đó mà không biết được không. Nếu như một người con gái mà người ta đi tìm đến mình trước, người ta gọi là thổ lộ tình yêu mình trước, bạn nghĩ sao? Bình thường thôi anh, đâu có vấn đề gì. Đây là thời buổi bình đẳng mà. Tôi nghĩ rằng bạn chắc đã trải qua rất là nhiều mối tình rồi. 10 ngón tay đếm đủ. 10 mối tình rồi. Trời ơi, sao yêu nhiều dữ vậy? Nhưng mà tiêu chuẩn người phụ nữ của em, tiêu chuẩn mà để em yêu được á,
người đó phải năng động, có cá tính, dám nghĩ dám làm. Rồi em muốn thích gì người phụ nữ? Thì cứ phụ nữ là em thích à? Không thích những gì là ở phụ nữ. Chua ngoa, đanh đá, điệu, nói xấu sau lưng người khác. Bên đây có đủ luôn á. Chỉ cần vậy thôi. Mẫu người lý tưởng của em là sao? Dạ trước tiên là cỡ em trở lên cái đã. Cỡ em là cỡ gì? Khoảng 1m7. Rồi. Không hút thuốc, không hút lá, không hút thuốc lào gì hết á. Nói chung là em thì thích người đồng tính chút xíu. Hôm bên kia có vẻ hơi náo nhiệt. Náo nhiệt quá, ok. Em đàn áp cũng đồng tính à. Vậy theo bạn là ưu điểm của bạn là gì? Em không có khuyết điểm. Ưu điểm? Dạ em không có khuyết điểm. Dạ ưu điểm của em không có khuyết điểm. Bạn tự tin quá. Tức là không. Bạn có thể nói cụ thể một ưu điểm của bạn là gì? Em rất là ngoan. Rất là ngoan. Dạ em rất là ngoan. Ngoan thiệt không? Thiệt. Ngoan mà 10 mối tình. Ủa số lượng mối tình đâu có thể hiện được em sợ em ngoan không ngoan đâu. Không hút thuốc, em không rượu chè, em không cờ bạc, em không trai gái, vậy em thấy em ngoan rồi. Nhưng mà bây giờ nè, anh hỏi em nè. Bên đây á là anh thấy rằng ưu điểm không? Bây giờ không có khuyết điểm nào hết trơn á. Em có thích những cái người có ưu điểm không không? Dạ... dạ không. Tại sao? Nó ưu điểm không mà lấy gì không thích? Tại vì ai biết được ưu điểm đó nhiều khi em không thích làm sao. Sở thích của em về người bạn trai của mình là gì? Nói chung là nhìn phong cách thì có cái gì đó làm cho em nể, chứ không phải là em sợ. Qua cách nói chuyện bên kia nó em có nể chưa? Dạ chưa thấy gì nhiều hết. Chưa có thấy gì hết ha? Dạ. Anh nghĩ rằng một chút em sẽ thấy. Rồi. Anh thấy bên kia rồi đó. Bên kia được lắm. Hình như hợp với em á. Thôi em nghĩ là cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Coi coi chiều cao với lại là cân nặng quan trọng lắm. Cặp này hơi nặng ký. Rồi, bạn kéo lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau và nói chuyện với nhau. Thì em về em chỉ cho ta bí quyết ăn kiêng giống như em vậy đó. Mỗi ngày ăn trái táo thôi. Đó. Dạ, chào anh. Chào em. Anh chỉ muốn biết là cảm giác đầu tiên khi em nhìn thấy anh như thế nào thôi. Giống Doraemon đó. Khoan anh, anh muốn hỏi giống Doraemon là cái thể hình hay không mà. Hết luôn. Trời mất kiến rồi. Nói chung là ấn tượng ban đầu thì không có gì gọi, đối với anh không có gì xấu hết. Nhưng mà chủ yếu là em thì em thích một người có chiều sâu về tâm hồn. Bây giờ để anh nói vậy. Nếu anh với em đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý tìm hiểu nhau, thì anh có thể nói tính tình của anh là anh vui những lúc anh cần vui và anh buồn những lúc anh cần buồn. Anh đảm bảo với em là anh có thể thông cảm với cái chiều sâu em muốn nói. Anh còn gì hỏi em nữa không? Anh không có gì để hỏi. Nếu hỏi quan nha. Trọng cảm xúc thích là được rồi. Em hỏi nha. Anh biết hát không? Biết hát thì anh biết hát rồi đó. Mà quan trọng là không biết có khán giả nào chịu nghe anh hát không thôi. Vậy hả? Em thì thích có người tặng em bài hát lắm mà. Bây giờ em muốn hát bài gì em kể anh nghe thử coi anh biết hát được không? Thôi người tặng thì tặng đi, còn người nghe ta cảm nhận sau. Đúng rồi, có 2 phút mà còn đọc cái danh sách bài hát nữa, hết giờ hát rồi. Lẹ đi. Không hát tôi vô tôi hát à. Ba thương con, vì con anh. Giống mẹ. Mẹ thương con, vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa lạ nhớ gặp nhau là vui. Cái khả năng của anh là có thể làm bất cứ những yêu cầu nào mà người khác. Trên trời dưới đất tôi chưa thấy ai đi cô gái hát bài cha bài về ba thương con. Đó là chị đặt đặc quyền của em. Đó mà giờ mới của mình ông á. Em thích vậy. Thôi hết giờ rồi. Trời ơi. Hai người thấy hợp à. Hợp nhiều thứ lắm à. Mà các bạn để tay vào nút. Nút phía sau. Lanh lắm mà, tự tìm nút đi. Sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta nhấn nút và ngược lại. Chúng ta không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Chuẩn bị, đếm luôn đi. 1 2 3 3 Rồi đó, tự làm việc luôn đi. Trải qua 10 mối tình rồi mà. Thứ 11 đó ráng đi. Đừng có để ruột khỏi tay đó nha. Số 11 đẹp mà. Bạn gái nghĩ gì về chàng trai kế bên mình? Đầu tiên thì em nghĩ là anh này đàng hoàng. Sao biết đàng hoàng? Không, em có mắt nhìn lắm chị. Thấy cũng được. Thấy anh Linh đàng hoàng không? Không. Không. Ta đọc thấy chưa? Ông luôn đó ông. Nắm tay nhau được không? Sao em?
Đó, câu đi tìm cột hay là cột đi tìm câu? Tại sao yêu đơn phương? Không biết nữa. Ông này ông nói chuyện nhức đầu với ông ghê luôn á trời. Nếu mà em thấy người đó em thích thì chơi luôn. Giống chị chắc thường cũng được rồi. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. À, em tên gì? Dạ em tên Châu. Châu. Châu năm nay bao nhiêu tuổi? 31 tuổi chị. 31 rồi hả? Trời, 31 mà còn nhí nhảnh quá. À, Châu đang làm gì? Dạ em làm nhân viên kế toán. Sao tôi thấy nhiều nhân viên kế toán đi tham gia bạn muốn hẹn hò quá. Không lẽ kế toán ế trơn hả trời? Không phải anh ơi, tự vì ai cũng nói kế toán tính kỹ, người ta sợ người ta chạy. Hình như kế toán chi ly quá. Chi ly từ đồng cắt quá nên là ế đúng không? Dạ khổ tâm lắm anh. Chúng ta sẽ gặp chàng trai thử coi có kế toán hay không nha. Rồi xin mời. Chào anh. À, chào. Mời anh ngồi. Anh làm nghề gì? Dạ, em làm bên nhân viên IT anh. À, IT, tưởng đâu kế toán nữa chứ. Anh tên gì? Dạ, em tên Giang, năm 34 tuổi. Giang, dạ. 34 tuổi, 34 tuổi. Một tuổi thật sự là cũng cao rồi, đúng không? Anh có bao giờ nôn nao về cái việc lấy vợ chưa? Muốn vợ thì ai muốn anh. Nhưng mà nói chung là chưa tới thời điểm đó, chắc là chưa có duyên. Chưa có duyên, gặp bao nhiêu người con gái rồi? Cũng chắc cũng phải chừng 5-6 người vậy thôi. 5-6 người? Có yêu người nào sâu sắc chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Lý do tại sao không yêu sâu sắc lắm? Tại cũng không biết rồi. Kỳ vậy? Những người đó có yêu mình sâu sắc không? Cũng không biết rồi. Gì vậy trời? Mối tình dài nhất là mấy năm? Ừ, 2 năm à. 2 năm? 2 năm mà cũng không hiểu luôn. Dạ chắc do người ta yêu đơn phương sao mình biết rồi. Tại sao yêu đơn phương? Người ta, anh cũng yêu ta mà sao đơn phương được? Không có, em không yêu người ta. Không yêu sao nói là 2 năm? Ủa lý do người kia có đẹp không? Đẹp. Nhưng sao tại ông yêu? Không biết nữa. Ông này ông nói chuyện nhức đầu với ông ghê luôn á trời. Ủa em, tại sao em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ, tại em muốn tìm một nửa của mình. Ờ, trong công ty không có đối tượng nam nào? Dạ, toàn con gái không à? Gái không à hả? Kế toán thường là con gái. Nhưng mà người ta nói kế toán thường khó tìm bạn trai, em thấy đúng không? Em nghĩ chắc cũng đúng. Dạ, từ trước giờ em có bạn trai chưa? Dạ, có tìm hiểu à, nhưng em biết phải bạn trai không cũng được 3 tháng, tự nhiên sao đâu lẳng mất tiêu luôn. Nhưng mà từ xưa giờ có một người đó thôi hả? Dạ. Rồi rồi đó giờ có hôn hết gì chưa? Mới có tìm hiểu sơ sơ thôi. Trời đất ơi. Nhưng mà tại sao vậy chứ, hồi bạn đi học mà không có bạn trai gì trơn hả? Lớp 12 thì mẹ nói là học đi, đừng có yêu, lên học mà học kế toán thì chị biết rồi, toàn là nữ không có nam học đâu. Thì muốn chồng lắm chưa? Thiệt tình đi. Muốn phải không? Đó, chị thích mấy người thiệt tình vậy đó. Bây giờ thí dụ bây giờ chị chỉ cho em đối tượng đó đó. Bây giờ em thích mà người ta không cua mình, em cua người ta, em mở lời trước em dám không? Nếu mà em thấy người đó em thích thì chơi luôn. Chơi luôn nha. Có gì là thấy được là chị ủng hộ là mình tiến tới luôn nha. Rồi em thích cái mẫu người em sao nè? Dạ, phải cao trên 1m65. Biết hát cải lương. Biết hát cải lương anh? Dạ không. Mà ngoài sở thích đó ra, giờ về con người đi. Em thích bạn trai của em là người như thế nào? Dạ, biết quan tâm gia đình, công ăn việc làm ổn định, mà đừng có keo kiệt hay kia bo quá, em không thích. Bạn có quan tâm gì tới những cái gì trước kia mà bạn trai của bạn làm không? Dạ không, tại vì người ta nói khi yêu đừng quay đầu lại anh. À, tức là không quan tâm quá khứ đúng không? Dạ. Dạ không sao cả. Rồi anh trai, bạn làm IT trong công ty rất là nhiều bạn nữ đi qua đi lại, thậm chí có nhiều người sửa máy móc đi đến thế nào cũng có cô nào đẹp chứ. Không chọn cho mình một đối tượng nào à? Em thấy IT đâu có ai đẹp đâu. Em thấy không bình thường. Rồi mấy người ta sửa máy móc này kia có đẹp, người nào đẹp không? Sửa máy móc là nam sửa đúng không? Không có nữ sửa đâu à. Có bao giờ bạn nằm mơ mộng về một người phụ nữ sẽ sống như mình đến cuối cuộc đời chưa? Cái đó thì có à? Có. Người phụ nữ bạn mơ mộng như thế nào? Cũng bình thường thôi anh. Nói chung đẹp nè, dễ thương nè, ngoại hình cân đối nè. Nói chung là người đó phải là một người phụ nữ năng động nè. Rồi nói chung là biết nấu ăn nè. Nhưng mà đẹp là đẹp cỡ nào? Giống chị Cát Tường cũng được rồi. Anh lỡ em không đẹp như chị Cát Tường sao anh? Cũng được, xem cũng được rồi. Không xem luôn sao anh? Không xem thì 50 cũng được. Không, em 40 thôi anh. 40 cũng được luôn. Trời ơi, cái gì mà ông hạ xuống dữ vậy? Nói chung sao cũng được hết. Ha.
Chắc vô mình lớn tuổi rồi mình ế rồi. Ế rồi hả? Bây giờ chịu đại đúng không? Bây giờ nãy giờ cô gái bên kia nói bằng cảm giác thế nào? À, thấy cũng nao nao à. Nao nao đúng không? Nao nao. Bây giờ để tôi coi trước coi nao nao của bạn thế nào nha. Để xem mặt cô gái này trước. À, xin chào ạ. À. Người ta nói ta bốn nút thôi. Bốn nút à? Tại sao nó nhắm bốn nút? Khiêm tốn. Khiêm tốn thôi. Em thấy em bốn nút thiệt mà. Không có đâu. Không có người phụ nữ xấu. Chỉ có người phụ nữ làm đẹp mà không có đẹp. Bạn nữ ở đây rất là thật tình và rất là dễ thương. Anh nghĩ sao với một người phụ nữ mà làm đẹp hoài mà không đẹp? Câu này khó quá. Anh đừng có so với Cát Tường. Tại Cát Tường là người phụ nữ không làm đẹp mà lúc nào cũng đẹp. Anh nghĩ sao về cái người phụ nữ mà làm đẹp hoài mà vẫn không đẹp? Dù gì thì cũng có nút là được rồi. Giờ cho chút đỉnh tiền người ta đi tân trang được không? Nhưng mà cái đó dễ đẹp đó, nó giả tạo lắm chưa? Nghĩa là có nhiều nút xài nhiều. Dạ đúng mà. Thiệt đó nha, đừng có hồi thấy nút ta rồi chạy tội nghiệp ta. Dạ, em không chạy đâu chị. Chạy ra lấy chớn chạy vô. Được. Có vẻ đẹp tâm hồn thôi. Rồi xin mời kéo màn lên. Hai phút nhìn nhau, hai phút trò chuyện, hai phút hiểu nhau. Xin mời, bắt đầu. Chào anh. Em thấy anh nói chuyện thế nào? Dạ, được. Không có gì hỏi anh không? Anh thấy em mấy nút? Thì em nói bốn nút là bốn nút. Trời ơi, buồn quá à. Tính anh thật thà lắm, anh có sao nói vậy. Vậy là em bốn nút thiệt đó hả? Vậy em đánh giá anh mấy nút? Em cho anh 5 nút hơn em được nút. Thôi bỏ chủ cờ bạc qua bên đi, hỏi cái khác đi, nút hoài. Nhanh đi, có còn không phút kìa. Anh thích người yêu anh như thế nào? Nói chung là cũng... Nói chung là dễ nhìn được rồi. Biết quan tâm, lắng nghe người khác. Nói chung cảm thông rồi. Nói chung là em có thích chó không nhỉ? Dạ có. À, thì được rồi. Thịt chó liên quan gì tình yêu trời? Không, tại nhà em nuôi chó nhiều. Ví dụ như sau này quậy nó tới, nhiều như có ác cảm với chó nó không lại mệt nữa. Em không có ác cảm. Nó không nữa, tại sao em không nói trước? Vậy mà tôi nghe thích ăn thịt chó hơn. Nhìn vô mắt nhau kìa. Đi đâu ra đó? Đừng có nhìn, đừng có nhìn tôi. Hai người nhìn nhau trong vòng 15 giây thôi. Tôi coi có được không nè. 2, 3. Bỏ cái tay ra, làm lại nha. 2, 3. Anh ấy cứ lạng. Đừng có nhìn tôi. Không phải, anh ấy cứ lạng ánh mắt của em hoài à. Hãy nhìn thẳng vô mắt nhau nha. Nói chưa đó, anh ấy nhìn chỗ khác rồi cơ. À, nhìn thẳng vô mắt nhau nha. 2, 3. Hai người này lạ lắm nha. Hết giờ. Nhìn hoài, người ta nói biểu tôi nhìn nhau hoài. Không biết gì nói. Chúng ta đặt tay ra phía sau nút. Rồi, đặt tay vô nút ra. Nãy giờ nhìn đã chưa? Bây giờ cảm nhận và quyết định xem chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tôi lo cho cặp này quá. Anh hả? Tại sao anh nhấn nút trễ? Em có nhấn nhưng không biết là cái nút nó bị cái vấn nhưng sự cố. Nhưng mà thấy anh nhấn nó nút chậm hơn bạn gái. Bạn gái để cái tay vô cái nút vậy nè. Cái nút vậy phải không? Là để vậy nè. Là người ta có lực mạnh là nhấn liền nè. Còn anh á để chọc chọc vậy nè. Rồi tôi thấy tôi đếm tới 3 rồi anh suy nghĩ rồi anh mới chọc. Lý do? Tại đang phân vân chị. Anh chê nút ít đúng không? Dạ không phải à. Phân vân. Có nút mà có tiền chứ. Phân vân vì điều gì? Dạ, phân vân cái vụ cải lương á. Ủa liên quan gì? Liên quan em thích không mà. Thì hai nếu mà thích thì anh rủ em là em mới đi coi cải lương không đó. Chứ bình thường sau này vụ như em bắt anh hát cải lương thì anh hát được. Em thấy hát là hát mà sao hát hay được, không vấn đề khác chứ bộ. Em thì tại sao trong... em chọn bạn trai này? Thì giống như chị nói vậy á. Thấy được là phải nhào vô phải không? Dạ, em chị chúc mừng cái sự can đảm của em. Rồi chúng ta chúc mừng bằng một tràng pháo tay với cặp đôi thứ hai. Mời hai bạn đến với vòng quay may mắn.
Cát Tường và Quyền Linh xin chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản với sự tài trợ của Double Mint. Chắc chắn là quý vị đang chờ đợi xem hai cặp đôi ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ những bạn như thế nào, đến từ đâu, làm nghề nghiệp gì. Nhưng họ đều có một lý do, đó là ê sắc ế. Hy vọng với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, họ sẽ không còn ế nữa, sẽ có một người đi chung với họ trên suốt chặng đường còn lại. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu với cặp đôi đầu tiên. Mang hạ xuống. Hùng cái nào chưa? Vậy chưa có mối tình nào nghiêm túc, chưa nắm tay đấy chị Hùng. Chưa được nắm tay luôn. Rồi, xin mời bạn Nam. Chào bạn. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ, em xin chào Quỳnh Linh và toàn thể quý vị khán giả trường quay. Em tên là Hoàng Vinh. Hoàng Vinh, dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, hôm nay em 22 tuổi và hiện đang là sinh viên năm cuối của Đại học Sư phạm Mỹ thuật. Dạ. Và bây giờ, mời bạn nữ của chúng ta. Xin mời bạn. Chào em. Em chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Hạ, Lê Thị An Hạ. Hạ. Năm nay em 22 tuổi. 22 luôn, bên kia dạ. Cũng 22. Mình làm nghề gì hả? Dạ em tốt nghiệp khoa quan hệ quốc tế trường xã hội nhân văn ạ. Hiện tại giờ mình đã có công việc làm gì chưa? Dạ hiện tại em đang làm giáo viên ở trung tâm Anh ngữ ILA ạ. Còn bạn bên đây, bạn ngoài cái việc đi học ra bạn còn làm thêm gì không? Dạ cũng rất là trùng hợp là em cũng có cái nghiệp đi dạy. Dạ, hiện nay em đang dạy ở trung tâm Anh ngữ Planet ở ngoài Thủ Đức ở quận 9. Dạy tiếng Anh đó hả? Dạ. Ủa bên đó cũng dạy tiếng Anh luôn hả? Dạ, hai bên rồi. Giống nhau hả? Dạ hai bạn nói chuyện bằng tiếng Anh, hai bạn nghe luôn đi. Bạn có lập kế hoạch gì cho cái chuyện hôn nhân, nhà cửa, con cái gì không? Dạ hôn nhân thì em chỉ muốn gặp ai cưới một người phù hợp và đặc biệt là có cùng quan điểm em về cái vấn đề giáo dục. Là sao em? Chị chưa hiểu cái vấn đề giáo dục là sao? Quan điểm của em giáo dục là nó phát triển con người, làm sao mà để cái người đó có thể phát triển được cái điểm mạnh của mình. Có nghĩa không nhất thiết là người này phải mạnh điểm này hoặc là mạnh tất cả mọi thứ. Ví dụ như nếu mà con em á, thì em sẽ coi thử coi là con em nó giỏi cái gì, hoặc cũng giống như học trò của em giỏi cái gì thì em sẽ cố gắng phát triển cái mạng đó. Có nghĩa là một người có thể giỏi cái này nhưng mà sẽ yếu một cái khác. Dạ. Chứ không thể nào mà toàn diện được. Dạ đúng rồi. Bạn có đồng ý như vậy không? Dạ đồng ý ạ. Em thấy bạn nữ bên kia là một người khá là hiện đại và có nhận thức rất là tốt. Bạn thích người phụ nữ hiện đại hay là người phụ nữ gọi là truyền thống? Dạ hiện đại. Dạ nhưng mà đôi lúc cũng cần một tí truyền thống. Rồi vậy là bên đây hợp luôn. Bên đây là vừa hiện đại vừa truyền thống. Đảm bảo bạn nhìn là bạn chịu liền. Nếu như bây giờ mà bạn chọn một cô gái nào đó hợp với bạn, bạn yêu cô ấy rất nhiều, cô ấy cũng yêu bạn, dạ. Nhưng gia đình bạn không đồng ý. Dạ thì vì em cũng là con trai út duy nhất trong nhà cho nên là, nhưng mà em phải thuyết phục, cố gắng thuyết phục gia đình. Tại vì cái lý do mà thì bây giờ cuộc sống nó cũng hiện đại rồi, còn cái chuyện mà ba mẹ đặt đâu con ở đó nó cũng không có phù hợp nữa. Cho nên là em phải đấu tranh đến cùng cái lý do đó. Nếu mà nó là không còn cái đường nào để mà thay đổi nữa thì có thể em sẽ đành phải hy sinh, phải theo gia đình thôi. Rồi, một con người hiện đại. Hy sinh theo ai? Dạ, theo gia đình. Ồ, vậy còn Hạ. Hạ, chị thấy Hạ rất là xinh, rất là năng động, rất là hiện đại mà cũng rất cổ điển luôn. Cảm nữa. Bạn kết hợp rất là gu của bạn rất là lạ. Nhưng mà như vậy mà bạn nói bạn ế thì mình lại không tin. Bạn nghĩ tại sao, lý do tại sao bạn ế? Chắc là tại cái kiểu của em nó ưng ưng dở dở, nó không có truyền thống quá mà nó cũng không có hiện đại quá. Cái tư tưởng của em thì tư tưởng hiện đại nhưng mà em vẫn rất là muốn giữ những cái truyền thống rất là hay của người Việt Nam mình. Nên là chắc là chưa có ai cảm thấy hợp với cái kiểu giờ giờ ưu ương của em. Từ đó giờ mình có mối tình nào chưa? Say nắng thì có, thích quá thích lại thì có, nhưng mà nghiêm túc để mà hẹn hò thì chưa. Là chưa có một cái mối tình nào thật sự. Vậy chưa? Có hôn nhau được, hôn cái nào chưa? Vậy chưa có mối tình nào nghiêm túc, chưa nắm tay lấy chị Hùng. Chưa được nắm tay luôn. Vậy chưa luôn. Wow. Còn bạn trai có mối tình nào chưa? Dạ tính đến thời điểm hiện tại thì em đã qua được hai mối tình. Hai mối tình. Một cái là hồi cấp 3 còn ngây thơ. Cũng chẳng làm gì hết. Vậy là một là... cái cuộc thứ hai có làm đúng không? Dạ thứ hai thì cũng kéo dài được gần 3 năm. Làm gì chưa? Dạ thì cũng tay hôn bình thường thôi. À, mình tự thấy mình là người có ưu điểm như thế, ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm thì bạn bè nhận xét là tâm lý, biết quan tâm tới mọi người. Rồi về khả năng thì em biết vẽ, biết hát. Rồi biết dạy học tốt. Nên là nếu như mà
lập gia đình sau này thì chắc là con em nó cũng được giáo dục tốt. Muốn đẻ mấy em? 3-4 đứa gì đó. Gì dữ vậy? Trời ơi, bên kia có đáp ứng nổi không? 3-4 đứa được không bạn? Dạ chắc được chị ơi, chứ dùng thêm thực phẩm chức năng. Tôi hỏi có nuôi nổi không? Nuôi thì đâu phải mình em chị, cũng phải hai người họp lại chứ. Hùng nuôi. Dạ Hùng nuôi. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm của mình? Dạ khuyết điểm của em thì em rất là tình cảm, nhưng mà khi mà nói chuyện đôi lúc rất là khô, rất là cứng và nhiều khi rất là ngang bướng. Bên đó là nói ưu điểm khuyết điểm, còn bạn tự nhận thấy thế nào? Về mặt ưu điểm thì em cũng khá giống bạn, là người cũng tình cảm, biết quan tâm người khác, biết chia sẻ. Một khi đã yêu rồi nó quan tâm rất là nhiều. Và cũng có tài lẻ như hát vẽ, có kiến thức về ngoại ngữ với lại mô tô. Tại em rất là thích mô tô, thích đi phượt này nọ. Dạ. Còn khuyết điểm? Đôi khi em hơi bị dễ bị sượng, với lại có thể là hơi nhát. Hơi nhát với đối với người lạ, nhưng mà đã quen rồi thì không có gì nữa. Quen là tới luôn đúng không? Hy vọng là hôm nay bạn không có sượng à, bữa nay bạn nấu chín luôn nha. Dạ dạ. Vậy thì mình có mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Mình có đặt ra cái chuẩn gì không? Cái đầu tiên giống như em nói là phải có quan điểm giáo dục giống như em. Rồi. Và phải tôn trọng em. Rồi. Và phải hiểu biết. Tại vì đối với những hiểu biết, em không biết sao mà em có cảm tình rất lớn. Và em những cái người mà em đã từng thích á, em thấy là bởi vì người ta hiểu biết rất là nhiều, nên là em ngưỡng mộ trước và em thích luôn. Rất là lưu loát, rất là năng động. Không thích điều gì ở người đàn ông? Thứ nhất là thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm. Cái người đó đúng là không thích rồi. Dạ. Còn gì nữa? Không đúng giờ. Nhiều khi ta trễ thì sao? Trễ 5 phút, còn không thì phải báo. Còn nếu trễ 10 phút thì sao? 10 phút cũng phải báo. Trễ được 3, nếu trễ người yêu của bạn trễ 3 lần thì bạn sẽ xử lý thế nào? Dạ, nghỉ chơi. Nghỉ chơi luôn? Dạ, người ta không tôn trọng bản thân, người ta không tôn trọng thời gian của người ta thì người ta không thể nào tôn trọng người khác được. Cảm ơn bạn. Nghỉ chơi nếu như trễ 3 lần. Hiện đại hay là cổ điển? Cổ điển có, hiện đại có, áo dài cách tân đẹp. Bên kia ta mặc áo dài đó. Về mặc áo dài khăn đóng vô nha. Bên kia nói là trễ 3 lần là chia tay luôn, nghỉ chơi luôn. Dạ. Về ngoại hình, bạn có cái chuẩn gì không? Dạ, ngoại hình thì dễ nhìn là được, nhưng mà đẹp trai là cũng thế. Nếu như mà... Và đặc biệt là em thích con trai cao hơn em và hơi lớn chút, nhưng mà đừng có đô quá, nhìn rất là sợ. Đô là sao? Ý là người cơ bắp á, nhìn ghê lắm. Vậy á hả? Ồ, nhìn ta tốt hết trơn, được hết trơn, mà tay chân ta cuồn cuộn là cho người ta nghỉ chơi luôn. Em cảm thấy sợ lắm, tại vì lợi như vậy nó buồn buồn mà tát em cái chắc em chết. Bên đây nghĩ đi đát vậy. Bên đây phà ngoại hình giống Phạm được không? Vậy chắc không dám. Tại em nhỏ xíu. Dạ, à. Dạ chị Cát Tường. Gồng lên coi. Đồ quá, bớt, đồ quá. Dạ không, em cũng nghỉ tập gym 2 tháng mấy rồi chị. Không sao được nhiêu? Dạ khoảng 1m71-1m72 gì đó. Vậy được rồi, tại vì bên kia không có thích người thấp. Bạn không thích gì ở người bạn gái? Không thích người bạn gái xòe xòa, là nghĩa là không có biết chăm sóc bản thân. Bạn bên kia không có xòe xòa, tôi biết. Dạ. Chắc luôn. Bảo đảm, chuẩn. Dạ, cái thứ hai là không thích người bạn gái mà trẻ con quá, không biết suy nghĩ. Không hề, thấy nãy giờ nói. Dạ. Chuyện không? Còn cái thứ ba là không thích người bạn gái mà chấp nhận nhiều thứ quá. Cái gì cũng giận, cái gì cũng giận mệt lắm. Cái đúng thì ta phải giận chứ. Thì đúng thì mình phải chịu, còn cái gì mà cũng giận, ví dụ là đi trễ 2 phút đi. Không lẽ đang chạy xe ngã tư, anh có khoảng 2 phút nữa mới tới được nha. Vì nó rất là kỳ. Thì mình tới sớm trước 2 phút đi. Dạ, đôi khi có chuyện mình không có điều chỉnh được sao chị? Đôi khi thôi, chứ mình đừng có để nó trở thành 3 lần là không được nha. 3 lần được. Dạ. Thấy bên này là quá trời tuyệt vời luôn á. Bạn mà làm quen được bạn mà hẹn hò được với cô này á, thì tôi thua bạn gì, tôi đãi bạn chầu chè luôn. Trời ơi, làm gì chầu chè. Ngon lắm à. Tình yêu lẽ lấy chầu chè đi cá. Quan trọng cảm nhận thôi. Thôi về bển đi, về bển. Ý là bên đây người ta ngon lắm. Bên đây là ngon, cua, ngon, cua. Hả? Trước khi hai đứa em thấy mặt nhau, em muốn nghe là bạn nữ hát một đoạn hát. Dạ, yeah, bằng tiếng Anh. Em hát được thôi nhưng không hay đâu nha. Rồi, xin mời bạn. I'm just a little bit girl lost in a moment. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it the wrong I've tried and I don't know why. Rồi bây giờ đề nghị các màn lên. Hai bạn sẽ nhìn nhau. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Ê chào anh. Ê chào bạn. Chào bạn.
Anh cũng được mà. Chào An Hạ. Hai người nói tiếng Anh nhau một phút nghe thử coi chơi cái coi. 2, 3, bắt đầu. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. So my name is Vinh and of course although I don't have any certification about English, but I have a real passion for teaching and learning English. Mm-hmm. So I have 2 years experience from teaching English. The first time I teach English in a house of my friend. He's come from New York. Uh-huh. Yeah. And how about you? You teach him or he gonna teach you? I support to him to teach for his students. Ah, okay, got it. Yeah, and actually, the certificate is not important. Yeah. It's just your ability. Mm-hmm. Chúng ta đang xem chương trình nói tiếng Anh với các bạn. Thank you. Chi vậy? Chi cho loại cái mặt mình ra vậy? Nói cái mặt tôi nó lãng như sao tôi không hiểu. Chi no, vậy? Excuse me. Sorry. I am no speak English. Rồi, tiếp Việt, tiếng Việt. Dạ, tiếng Việt. Bạn có thích đi phượt không? À, rất là thích đi phượt luôn. À, đi phượt luôn hả? Và có cái nữa cũng thích mô tô luôn. Ồ. Oh. Thấy bạn cũng khá là cao, chứ là khoảng cũng... Không cao đâu. Không cao. Bạn thích con trai uống bia hay nhậu nhẹt gì không? Hay là làm cái gì thì nó cũng phải có mức độ của nó. Và nhắm làm sao mà mình kiềm chế được là được rồi. Không có lầy đúng không? Đúng rồi. Rồi bạn có thể uống được không? Uống được nhưng mà ít à. Ít hả? Nói chuyện tình cảm đi, cấm nói chuyện bia rượu. Bây giờ mình hỏi bạn nha. Còn nếu như bạn có con thì bạn muốn dạy con như thế nào? Nếu là con trai thì sẽ hướng theo cái gì đó nó mạnh mẽ và tự lập. Còn nếu là con gái thì sẽ hướng theo cái thiên phú của nó. Rồi. Hết giờ. Rồi. Bây giờ hai bạn đặt tay vào một nút bấm đi. Suy nghĩ nha. Chúng ta có 3 tiếng điểm. Chọn hay không chọn? 1 2 Và 3 Hết thời gian. Quên, có quà tặng bạn. À, cảm ơn bạn rất nhiều. Tại hôm nay mình đi vội quá cho nên là cũng không có chuẩn bị được cái gì. Quà gì vậy bạn? Dạ, một cuốn sách. Ví dụ ta yêu nhau. Ví dụ ta yêu nhau. Dạ. Bây giờ thật rồi đó, đâu có ví dụ nữa. Thì chưa yêu mà, mới hẹn hò thôi mà. À, chúc mừng hai bạn. Chúng ta có thể nắm tay và nhau. Đi xem phim. Xem phim, vé xem phim. Đây. Rồi, nắm tay nhau đi. Gửi tặng bạn nắm này hả? Những cái vé xem phim. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Mời hai bạn. Còn vậy còn khuyết điểm? Thường người ta sẽ ít khi nào tự nhận thấy khuyết điểm của mình lắm, cho nên em luôn thấy em hoàn hảo. Gì kỳ vậy? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Màn hạ xuống. Mời bạn nam. Chào bạn, bạn tên là gì? À, đầu tiên thì xin phép gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng tất cả các bạn ngồi trong khán phòng ngày hôm nay. Rồi, chào mình bạn. Giới thiệu, mình tên là Huỳnh Thế Quảng, đến từ Quảng Ngãi. Quảng Ngãi? Dạ. Ủa mà từ Quảng Ngãi vào đây, bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh hay là mới vào? Em vào thành phố Hồ Chí Minh học tập và lập nghiệp được 11 năm rồi. Bao nhiêu tuổi? Em thì hôm nay là được 30. Làm nghề gì? Em làm bên thiết kế thời trang. Thiết kế thời trang, thật ra rất thời trang. Rồi, và bây giờ mời bạn gái của chúng ta. Em chào chị, em chào anh Quyền Linh, chào các chào bạn. Chào bạn, dạ. Bạn tên là gì? Em tên là Thanh Thảo, em 25 tuổi. Thảo đang làm nghề gì? Em đang làm văn phòng chị. Làm văn phòng mà sao mình thấy y như là người mẫu vậy đó. Cái này mình người ta kêu bằng fashion đó chị. À, fashion, nghĩa là bạn rất thích thời trang. Dạ đúng rồi chị. À, ngoài những giờ làm việc đó thì thời gian rảnh rỗi Thảo thường hay làm gì? Thường sau buổi làm việc, thứ nhất là em thích nấu nướng, thứ hai là em thích mặc đồ đẹp và chạy đi dạo phố. Wow. Có bên đây luôn, bên đây có thiết kế thời trang làm đẹp luôn. Anh có bao nhiêu tác phẩm, có bao nhiêu bộ sưu tập thời trang rồi? Em hiện tại cũng đang làm bên kinh doanh thời trang, thương hiệu riêng nhỏ nhỏ của mình. Nên là vẫn có những bộ sưu tập nhỏ nhỏ hàng tháng để ra mắt khách hàng của em. Nhưng thiết kế thời trang cho phụ nữ hay là cho đàn ông? Nói chung là mọi lứa tuổi, mọi ngành. Tức là ai cũng... Dạ, ai cũng yêu cầu làm đẹp thì liên hệ em. Rồi, tự nhận xét về mình, ưu điểm và khuyết điểm. Trước tiên em tự nhận xét về em thì chỉ có 5 từ ngắn gọn thôi.
là em thấy em nhỏ nè, xinh, đảm, giỏi và ngoan. Ngoan với những người nào mà đáng để em ngoan. Trời ơi, trời hay quá. Tự câu... nhận xét mình năm năm từ ngắn gọn thôi. Bên kia thấy sao bạn trai, thấy sao bạn? Câu mà lạ nhất là ngoan với ngoan. Những người nào mà sao bạn? Xứng đáng để mình ngoan. Đúng rồi. Còn những người không xứng đáng là bạn coi như không ngoan hả? Thả lì đó. Nói chung là những người nào không xứng đáng, giống như người ta đối xử với mình sao thì mình đối xử lại như vậy. Đó có vẻ chả treo quá, chặt chém à, quá. Đây là hơi bị đề phòng lên. Lỡ một ngày đó mà không bị phật lòng là tiêu. Coi như bạn đối xử thế nào giống như tấm gương rồi đó, người ta sẽ phản lại luôn. Làm thiết kế thời trang coi như là gặp người đẹp rất là nhiều mà nói không có người yêu. Mấy thời trang bồ nhiều lắm, tôi thấy rồi đó. À, tại vì một phần lúc mà học ra trường xong thì em làm trong thương hiệu của nhà nước. Nên là từ sinh viên tới lúc mà thì có một mảng riêng ngoài chuyên môn là hoạt động bên đoàn. Cũng là một cán bộ đoàn, từ cũng lăn lộn cũng 7-8 năm. Nên là cũng đi cũng nhiều, cũng ham vui nhiều nên chắc lẽ là do ham vui quá. Trải qua mấy mối tình rồi? À, em thì chắc có lẽ là ba. Ba mối tình rồi? Dạ. À, mối tình đầu thì cũng là một thời học sinh trong trắng và ngây thơ thôi. Chỉ thoáng qua nhưng mà nó nằm lại ở một ký ức dài. Còn thứ hai thì bước vô sinh viên. Thì sinh viên thì nói chung là năm sau thì đi thì cũng có quen. Rồi chắc lẽ là mối tình gần nhất là mối tình là em đi làm mà cũng để lại sâu sắc nhất. Nhưng mà cũng không thể đến được với nhau. Lý do tại sao lại chia tay mối tình thứ ba? Do là bạn nữ không vượt qua được gia đình. À. Thì gia đình không nó là không hợp tuổi nên là không có cho quen. Em cũng cố gắng để dùng mọi biện pháp, mọi lý do để mà thuyết phục, nhưng mà do là bạn ấy không có thể nào mà vượt qua được cái bản thân mình, vượt qua được gia đình thì ok chấp nhận. Như mình nắm tay lại mà nắm càng chặt thì nó sẽ càng đau thôi, thả ra chắc chắn nó sẽ thoải mái hơn. Bạn trai bên kia bạn đã bị một lần rồi. Dạ. Nếu bây giờ bạn hai người yêu nhau rồi mà giờ dẫn về quê ba mẹ bạn không chịu thì bạn nghĩ sao? Em nghĩ chuyện đó chắc không có đâu, tại vì ba mẹ em thứ nhất rất là dễ tính, thứ hai nữa rất là thương em. Rất miễn em thích là được. Có nghĩa là ai mà thương em chỉ cần làm cho em thương lại là được. Lúc nãy em chỉ mới nói ưu điểm là 5 dạ. từ, còn vậy còn khuyết điểm? Thường người ta sẽ ít khi nào tự nhận thấy khuyết điểm của mình lắm, cho nên em luôn thấy em hoàn hảo. Gì kỳ vậy? Ai nói với em là người ta không tự nhận vậy là khuyết điểm của em là tự luôn em luôn là em thấy đó. Em luôn hoàn hảo rồi. Nếu vậy thì tại sao em ế? À, cái này ế chắc là nó do nhiều nguyên nhân á chị. Ví dụ nguyên nhân gì? À, giống như là mình đang chờ người tử tế để yêu, hoặc là nhiều khi mình chưa đủ kinh tế để mình khống chế tình yêu. Tại em sao phải có này. Cái vụ kinh tế để khống chế tình yêu là sao em? Giống như là bây giờ cuộc sống bây giờ á chị, thì đôi khi mình yêu đâu thể quá mơ mộng được. Nó cần có một cái nền tảng ổn định để mình có thể là xây dựng cho tương lai sau này. Ừ. Tại vì ở độ tuổi của em thì cũng nên yêu và mình xác định một cái gì đó chín chắn để lo cho sau này luôn. Ừ. Dạ. Nhưng em ơi, em nói cái câu mà đang chờ người tử tế để yêu đó. Cái câu này anh nghe nó không, hình như không lọt lỗ tai. Không lẽ cả đời này ai cũng không tử tế hết trơn hả? Tử tế nhưng quan trọng là tử tế với mình không chứ anh? Đúng rồi, phải nói rõ câu đó nha. Nghĩa là có nhiều người tử tế nhưng mà mình là chưa có gặp. À đúng rồi. Ừ. Cô này cũng hơi khó đây nè nha. Rồi, vậy thì bạn có cái chuẩn mực về cái người đàn ông mà bạn muốn tìm kiếm? Mình ở mỗi giai đoạn sẽ có cái chuẩn mực khác nhau. Ừ. Giai đoạn hiện tại trước tiên thì em thích một người con trai hơn em. Giống như là phải cao hơn em nè, giỏi hơn em và phải xấu hơn em. Cái gì đó? Là sao? Tự nhiên phải xấu hơn em là sao? Tại vì khi em đi kế một người nào mà người ta xấu hơn em sẽ cảm giác là em tự tin hơn và người em cũng sẽ được người đó thương nhiều hơn, không trời phải giữ nhiều. Rồi, còn người ta đẹp hơn vậy? Mình giữ nhiều mệt lắm chị. Từ xưa giờ tôi thấy ai yêu người yêu cũng muốn người yêu đẹp, ai khen người yêu mình, cô này tức quá tôi coi cái mặt cô này coi. Gì kỳ cục vậy trời? Kỳ lạ vậy. Bây giờ người ta nói con trai đẹp thì có thể là đã yêu nhau hết rồi, hoặc là người đẹp thì thường đa tình nếu mình giữ không được, cho nên thích xấu hơn em. Thích xấu hơn để người ta chê chồng mình. Ai chê thì mình không quan tâm, chỉ cần mình thấy người đó tốt với mình là được. Cô này có yêu cầu lạ lắm nha. Chỉ cần tốt thôi, nó ngắn gọn là cần tử tế và tốt thôi. Rồi. Vậy thì cái mẫu người mà bạn không thích? Em không thích đàn ông nói xạo nhiều quá. Không thích đàn ông mà cơ bắp nhiều giống như là sáo muối vậy đó. Gì tùm lum vậy? Chị nói thiệt chị ô, bà nói yêu cầu xấu luôn. Không có đồng ý cái quan điểm mà kiếm cái người xấu nha. Dạ. Người đẹp vẫn tử tế như thường. Ờ, mình đi chung với người đẹp mình mới thấy đã chứ hãnh diện chứ sao tự nhiên kiếm người xấu vậy trời. Con này lạ quá. Bên kia có nhu cầu lạ quá. Quay qua coi. Dạ em chào chị. Xấu quá. Sao đừng có chớp chớp, không cần chớp cũng đủ xấu rồi. Cứ gần kiếm phèo không? Xấu là không có xấu mà hơi lạ luôn, lạ. Gồng tay có cơ bắp không? Không. Bụng mấy muối?
Bụng có 1 múi à? Cái này tôi thấy có nửa múi à. Tuần có 3 ngày thể thao mà chị ơi. Thể thao gì, môn gì? À, cầu lông, bóng đá với võ. Cầu lông, bóng đá với võ. Mày có tướng vậy đó hả? Dạ trời ơi, vừa được vậy nó tướng vậy chứ hôm trước gần 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 Linh rồi. Cô bên này có mô đen dữ lắm luôn, có thích người bạn gái mình diện không? Ăn diện không? À, quan điểm của em là khi nào mà cái sản phẩm nó ra là nó chắc xám lý tệ của em. Em chỉ muốn cái người nào mà người là đẹp nhất trong lòng của em là người sẽ mặc đầu tiên cái đó. Wow. Người ta đẹp đi ngoài đường mình có sợ người khác cua bạn gái của mình không? À, cái gì của mình thì đi đâu suốt đời là nó người của mình thôi ạ. À. Đó là quan điểm. Rồi đồng ý. Đó, thấy chưa? Bạn phải tự tin lên, mình đẹp, kiếm trai đẹp đi luôn, một cặp đôi. Đầu kia lạ quá, xấu. Tự nhiên lựa người xấu. Kỳ cục. Tôi hỏi là cái mẫu người lý tưởng của bạn trai thế nào? À, em thì nói chung là mình ngành làm đẹp cho mọi người thì nhưng yêu cầu của em là phải có hình thức, có dáng. Giờ bạn cưới vợ, bạn cưới vợ làm mà người mẫu. À, nếu mà kết hợp cả hai càng tốt, nếu không có thì mình làm mẫu cái cũng được. Chúng ta kéo màn lên đi. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Nó chưa thấy gì lấy hoa rồi. Người ta làm nghệ thuật, người ta cá lăng vậy đúng rồi. Thảo đang làm bên ngành gì? Dạ em làm bên giải quyết khiếu nại. Để con mình có khiếu nại không nhờ giải quyết. À, thời gian thì mình làm việc là làm giờ hành chính hay là làm như thế nào? À, dạ em làm giờ hành chính. Hành chính hả? Dạ. Vậy nếu như mà sau giờ hành chính là nghĩa là mình thảnh thơi, mình không có làm gì đúng không? Dạ đúng rồi, sau giờ hành chính là ở không, rảnh. À ở không, rảnh. Tại vì chị chắc tưởng như cầm sẵn 2 cái vé xem phim rồi. Dạ. Mà nếu mà anh đi xem có mình hay nữa buồn quá. Dạ. Chắc chắn là phải rủ em theo rồi. Dạ. Chắc lẽ là em đồng ý đúng không ạ? Trời, nhanh giữ tâm sự chút đi. Dạ. Cái sở thích của Thảo là Thảo hay có thích đi du lịch, đi phượt hay là đi lang thang đó gì đó không? Thì giống như là em thích đi dạo phố nè, em thích đi shopping, em thích thời trang, em thích chụp hình. À, ví dụ như em đang quen một bạn trai, vô tình một ngày đó người ta làm ăn kinh doanh, người ta bị mất hết, không còn vậy, chỉ còn là một con người yêu em nhưng mà người ta không có về khả năng về tài chính, hỏi lúc đó em còn yêu người ta không? À, khi mà mình đã yêu rồi thì dù như thế nào mình cũng yêu, cũng như em nói là mình san sẻ với nhau. Với nếu mà trước khi mà người ta kinh doanh thất bại thì như anh nói, người ta đã có một cái thời kinh doanh thành công thì lúc đó mình cũng đã shopping nhiều rồi, nên tới giai đoạn đó mình sẽ ngưng. Mua đủ rồi, mua đủ. À, lúc đó là mình sẽ đi quyên góp và đi bán ra để mà lấy về xài đúng không? Đúng rồi anh, cái đó mình có thể là bán lại để mình tìm cái vốn kinh doanh nữa. À, hai bạn này lấy nhau ai giữ tiền? Chắc chắn là phụ nữ đó chị. Em giữ tiền cũng được chị. Nếu mỗi người có một câu nói về nhau. Chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. 2, 3, bắt đầu. Em nhớ câu nói của anh nãy nha. Anh có 2 cái vé xem phim gì có tường lát tặng á. Em lại thích anh nói với em là nếu như mà sau này tự anh mua, anh mời em đi thì nó tốt hơn là của chương trình tặng. Cái chuyện đó là cái chuyện của ngày hôm sau, còn mình muốn ngày hôm nay. Còn cái chuyện của người đó có một câu à. Bấm chuông rồi thì anh sẽ biết. Hết giờ. Rồi chúng ta để tay vào nút bấm. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết đó. Định, suy nghĩ kỹ nha. 1 3 đây anh. 2 5 5 không bấm á. 4 3 Hết giờ. Đây, ra đây. Hai chị rất là bản lĩnh. Cặp này đến với nhau rất là nhiều điều lý thú và hấp dẫn đây. Trước tiên chúng ta có thể nắm tay nhau. Có điều kiện chứ mới tặng vé, đâu phải muốn tặng là tặng. Còn nắm tay mới có vé. Đúng rồi. Đây, nắm 2 lần có được 2 lần vé. Gửi tặng bạn những chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có nhiều điều kiện để tìm hiểu nhau hơn. Đây, bó hoa của bạn trai tặng cho bạn lúc nãy, tôi trả lại cho bạn. Em cảm ơn chị. Chúc hai người sẽ tìm được thấy hạnh phúc của mình. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Em cũng nhiều nhược điểm đấy, lớn nhất là em sợ ma. Hả? Sợ ma, sợ bóng tối. Em gái, em có sợ ma không? Anh dạ có. Thì anh sợ ma nhiều hơn là khoảng cách. Chắc là để em sẽ trả lời qua nút bấm. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Wow, đặc biệt. Bây giờ mình giới thiệu về mình nha, mời bạn. Trước tiên em xin gửi lời chào tới quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay.
Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Chào chị Cát Tường bên cạnh ạ. Chào em. Em tên là Hà Thanh Sơn ạ. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại thì em đang làm quản lý xưởng sản xuất về đồ gia dụng bằng inox. Quê mình ở đâu Sơn? Dạ em đến từ Yên Bái ạ. Yên Bái. Vâng, em ở thành phố Hồ Chí Minh được 6 năm rồi ạ. À rồi, mời bạn nữ em giới thiệu đi em. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh, bạn nam bên đó và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thúy Anh, năm nay em 27 tuổi. Em hiện đang là nhân viên ngân hàng và em sinh sống và làm việc tại thành phố biển Vũng Tàu ạ. Mở Vũng Tàu luôn. À hôm nay lên đây mình tham gia chương trình thôi. Dạ. Chà, cặp này hẹn hò là phải đi 2 tiếng ha. Thôi cũng nhanh. Thua gì, mình chia sẻ chút xíu về tính tình của mình đi ha. Em thì em thích thể thao. Thích thể thao. Mà hát không hay nhưng cũng hay hát. Hay hát, làm một đoạn nào đó hay hát cho nó vui nào. Đi hát một đoạn. Rồi, 2, 3, bắt đầu. Qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Đó là sở thích của bạn đúng không? Dạ. Rồi cái gì mà mình không thích? Em cũng nhiều nhược điểm lắm. Lớn nhất là em sợ ma. Hả? Sợ ma, sợ bóng tối. Sợ ma hả? Con trai mà sợ ma. Sợ dữ lắm hả em? Có thấy con ma bao giờ chưa? Dạ chưa. Không thấy sao sợ nó? Tưởng tượng đó. Có bị ma nhát chưa? Tưởng tượng con ma nó ra làm sao? Thấy nó đáng sợ. Nó đáng sợ nhưng mà phải tưởng tượng nó sao mới sợ chứ. Thấy nó kinh khủng. Kinh khủng? Nói chung là nó đánh vào tâm lý. Mà thấy nó chưa? Dạ chưa. Rồi đang đi chơi với bạn gái rồi cái vô chỗ nào tối cái gì ai hù cái là chạy bỏ bạn gái lại luôn hả? À có một cái câu chuyện nó như thế này ạ. Có chuyện luôn. Cách đây hơn một năm thì em có tìm hiểu của bạn nữ. Đầu tiên đi chơi thì em đón bạn lúc 7 giờ. Lúc về thì lúc đó hơn 9 giờ. Mà đường lúc đấy nó cũng đông. Và thế là cũng thấy bình thường. Nhưng mà lại đi qua ba cái nghĩa trang. Thế xong là lần thứ hai thì hôm đấy trời nó mưa phùn. Đón bạn đi chơi thì lúc đấy hơn 8 giờ. Lúc về thì cũng gần 11 giờ. Xong về thì lúc đấy vắng xe. Mỗi mình đi sợ. Thế xong là về lần sau là chỉ nhắn tin rồi thôi không nói chuyện nữa. Ủa là chia tay luôn hả em? Dạ lúc đấy là chưa quen đang tìm hiểu ạ. Là bỏ luôn, là lơ luôn. Không lơ, nhắn tin từ từ không nói chuyện nữa. À thì đó là lơ rồi chứ gì nữa. Trời ơi, vậy là lý do ế của bạn là sợ ma đúng không? Vâng, cũng nhiều nữa. Em hay thức khuya. Chết rồi, mai mốt đi xuống Vũng Tàu đi ban đêm về cũng xa lắm á. Không đi đêm là mới mát chị ạ. Đường cũng vắng lắm à. Em đi đêm thì lúc đấy nhiều xe ạ. Đường quốc lộ chắc là cũng đông ạ. Em gái, anh hỏi thiệt em là dạ. Em có sợ ma không? Dạ có. Ủa luôn sợ luôn hả? Bây giờ bạn gái bên kia có ưu điểm nhược điểm gì? Đây, hồi nãy giờ bên kia hát rồi phải không? Ừ. Giờ tới phiên em. Dạ thì em cũng có một chút năng khiếu là về âm nhạc. Nên là hôm nay em xin đàn hát. Em biểu diễn đàn ukulele bài My Everything. Em đã hát về người yêu dấu ơi, có nghe chăng? Mùi hương thân quen còn in trên bài áo. La 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 la. Sẽ nói anh nghe về đại dương xanh. Sẽ hát anh nghe bản tình tình ca em với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên đường con phố quen. Yeah yeah la 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 la. À, sorry chị, em hơi bị khóc. Rồi bây giờ em nói về ưu điểm khuyết điểm của em đi. Ưu điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em thì em cũng thích nấu ăn. Em thích đi du lịch. Và em là một người cũng khá là thẳng tính, sống quan tâm đến mọi người. Dạ. Còn khuyết điểm của em á, thì có thể em giống bạn nam bên này là em hơi sợ ma chút xíu. Hay giận dỗi á. Nhưng mà bạn nam mà chỉ cần là biết nói nhiều câu gì đó vui vui là em cũng hết luôn à. Tật xấu gì nữa không? Thì em lâu lâu thì em cũng thức khuya. Thức khuya đã làm gì? Dạ thức khuya thì thứ nhất là mình sẽ coi lại những cái gì mà mình thích và mình học tập thêm đó chị. Hiểu rồi. Em gái bên đó đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trước đây em có 2 mối tình rồi anh Linh ạ. 2 mối tình? Dạ. Mối tình sau cùng của em thì em cũng chia tay cách đây 2 năm rồi. Lý do thì tại vì lúc đó em với bạn nam thì cũng đang còn trẻ. Nên nhiều khi mình chưa có kiểu đồng cảm và mình biết chia sẻ cho nhau.
em nghĩ là những cuộc tình về sau thì em sẽ rút kinh nghiệm hơn. Những cuộc tình về sau hả? Dạ. Trời ơi, em muốn mấy cuộc tình nữa? Dạ, em thì em chỉ thấy càng ít càng tốt chứ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì nhiều hơn của bạn, em trải qua 3 mối tình. Gần đây nhất là cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Có một cái điểm giống nhau của 3 mối tình là đều yêu xa. Nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu xa chưa? Em cũng rất chăm đi Vũng Tàu. À, vậy thì chưa không xa đúng không? Vâng. Nếu tình yêu ta đủ lớn, chúng ta sẽ đi đến tất cả mọi nơi vì người mình yêu. Dạ. Hả? Rồi. Dạ. Bây giờ hai bạn muốn tìm một cái mẫu người lý tưởng của mình là như thế nào, bạn nữ? Trước tiên là bạn phải tự lập, mạnh mẽ và phải có chính kiến riêng của mình. Dạ. Còn về ngoại hình á, thì bạn đó nhìn được được chứ là được rồi. Quá được. Dạ. Được được là sao? Nhìn như anh Quỳnh Linh là quá được rồi ạ. Wow. Như anh Quỳnh Linh là hơi hiếm đó nha. Bạn bên đây đẹp trai hơn anh. Rồi, cái điểm nào mà em không thích ở người bạn trai? Bạn đó gia trưởng, nhiều khi kiểm soát. Thực ra thì yêu nhau thì mình nên biết những cái thông tin về nhau, nhưng mà mình đừng có kiểm soát nhau quá. Tin tưởng thôi, không dạ, cần phải kiểm soát đúng không? Đúng rồi chị. Đừng có đứng núi này bạn trong núi nọ. Thì cái điểm đó là em cực kỳ là không thích ạ. Bạn trai thì sao? Mình có đứng núi này trong núi nọ không? Không được cả, em rất chung thủy chị ạ. Rất chung thủy. Mình có phải là người gia trưởng không bạn, hay kiểm soát bạn gái? Em nghĩ là em là một người rất dễ tính á. Còn gia trưởng thì em nghĩ là tất cả đàn ông đều có một chút gì đó gia trưởng. Nhưng mà người ta thì phải sống luôn nghĩ cho nhau. Em nghĩ như... Mẫu bạn gái của em là người như thế nào? Em thích mẫu người con gái ít nhất là bằng tuổi em, hoặc là hơn tuổi em. Hả? Ít nhất là bằng tuổi hoặc hơn tuổi em. Ủa sao ngộ vậy? Mà từ trước đến giờ em yêu toàn người hơn tuổi không? Lớn hơn bao nhiêu là nhiều nhất? 1 đến 2 tuổi. Ngoài cái tuổi còn gì, cái tiêu chuẩn gì nữa không em? Em thích con gái đeo kính, để tóc dài, má lúm. Nhìn đeo kính là kính cận hay kính mát? Đeo kính cận. Rồi gì nữa? Cao thấp thì không quan trọng, cao tầm trên 1m50. Rồi. Và không cao hơn em là được. Vậy mà là không quan trọng. Không quan trọng là cao nhiêu cũng được, cao hơn em cũng được. Gái mà cao bằng em cũng mệt lắm á. Rồi còn gì nữa không em? Em thích con gái nữ tính á. Không lẽ con gái đàn ông? Sợ con gái đánh đá lắm. Hello. Trời, em chào chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m72. Tự nhiên khoái người lớn tuổi hơn. Đấy là mục đích sống. Mục đích sống luôn hả? Đương nhiên mình sống có mục đích mà chị. Nó là quy tắc. Quy tắc luôn hả? Nó giống như vậy. Giống như là sợ ma thôi đúng không? Đúng rồi. Mọi người chưa bao giờ thấy. Tối nay coi chừng thấy đó. Nó nghe nè, muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn rồi. Bao nhiêu lâu nữa đám cưới? Em nghĩ là năm sau ạ. Năm sau có chuẩn bị gì chưa? Cũng sẵn sàng rồi ạ. Được mà. Được không chị? Được, được em. Để anh Quang coi mắt đàn gái sao. Ôm ôm chút. Em phải nói nha, cho mập chút à. Nha. Vũng Tàu hả? Dạ. Ủa rồi giờ thí dụ giờ em quen anh thành phố rồi, cái chuyện đón đưa em có ngại gì không? Nếu như mà quen anh đó thì chắc em nghĩ là sẽ sắp xếp thời gian. Anh ít xuống lắm á. Dạ, anh ít xuống nữa thì mình có thể nhắn tin qua phương tiện giờ hiện đại mà anh. Em không thích đàn ông những điểm gì? Nhậu thích không? Biết nhậu thì được, nhưng mà đừng nhậu nhiều thôi. Hút thuốc. Hút thuốc được luôn, nhưng được mà luôn. Nhưng mà đừng có hút trước mặt em. Dạ. Sợ ma cũng không được sợ trước mặt em. Dạ, sợ mà kiềm chế thì càng sợ thêm, nhưng mà anh cứ thoải mái nha. Thoải mái đúng không? Dạ. Rồi, được rồi. Dễ thương. Em gái đi với ai em? Dạ, hôm nay em đi với lại dì Út của em ạ. Dì Út hả? Dạ. Rồi, cho gặp dì Út, chào dì. Xin kính chào ông Mai, bà mối Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Thì bạn rất là trẻ trung và đẹp trai, nhưng mà bạn cũng rất là có ý chí và thấy rất là người lớn, chững chạc. Và nhất là bạn có một giọng nói rất là mát, thì dì thấy với khuôn mặt, hình dáng thì có vẻ là rất là hợp với bạn gái. Cảm ơn dì Út. Ngắn gọn, đầy đủ, xúc tích. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em ạ. Bạn? Vâng, bạn thân. Thân không? Thân ạ. Thân ngày nay lo. Bạn thân này được nè. Con xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Chào con. Chào con. Nhìn chị bên này rất dễ thương. Nhậu á thì anh con không có, không biết nhậu. Hiếm lắm mới thấy anh được một lần thôi mà một ly là xỉn rồi. Dạ. Nói chung là anh con tuyệt. Anh con tuyệt. Rồi, cảm ơn con nha. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai người gặp mặt nha. Kéo màn. Dạ em cảm ơn anh. Thì em muốn tặng anh một cuốn sách nói về những điều kỳ diệu của cuộc sống. Thì em thấy là mình đến trong buổi hẹn hò hôm nay thì cũng là một điều kỳ diệu rồi. Anh quan niệm thế nào về tình yêu ạ?
Theo anh nghĩ thì cái quan trọng nhất của tình yêu là niềm tin. Thứ hai là biết suy nghĩ cho nhau. Dạ. Anh có mong muốn gì về tính cách của người bạn gái của anh không? Anh rất thích con gái nữ tính. Quan trọng là biết lo lắng cho gia đình, có thể là chăm sóc chồng con. Anh biết là em không thích con trai ra trường, nhưng mà theo suy nghĩ của anh thì mọi người đàn ông đều có tính ra trường. Dạ. Và quan trọng là người ta thể hiện nó đến đâu thôi. Dạ. Em đi lấy chồng mà nhà chồng muốn em đến làm dâu. Dạ. Em nghĩ thế nào? Em nghĩ thì chuyện làm dâu thời nay nó cũng bình thường thôi anh. Nếu như mình thương gia đình chồng thì chắc chắn là bố mẹ chồng hoặc là chồng mình sẽ thương mình. Em cảm nhận về người con gái đối diện như thế nào? Bạn ý thì em thấy có dịu dàng, nhưng mà em nghĩ là bạn là rất là mạnh mẽ đấy. Về suy nghĩ của bạn ý cũng khá chín chắn rồi. Dạ. Em thích vậy mà. Vâng, đúng, em thích như vậy. Một người phụ nữ mà chín chắn mà mạnh mẽ thì em nghĩ là người ta sẽ quán xuyến được gia đình. Thế anh có sợ em về ăn hiếp anh không? À, không, anh là đàn ông mà. À, anh không sợ những cái đó. Dạ. Hẹn hò đó nó hơi xa đó, anh tính xa hơn. Anh Linh cứ lo dùm xa đó. Anh lo lắm này. Một tuần có thể xuống đó một đến hai lần có thể. Từng lần là được rồi. Thì anh sợ ma nhiều hơn là khoảng cách. Thì em nghĩ anh cứ đến buổi sáng thôi. Thì tối anh sẽ về trước 5 giờ. Là thế không là gặp ai vậy đâu ạ. Dạ. 5 giờ về tới giữa đường cũng tối rồi. Nếu mà anh sợ thì em sẽ cử một vệ sĩ to cao đẹp trai cho anh. Đảm bảo là anh không sợ. Không, anh có vệ sĩ rất là lớn rồi. À. Mỗi lần đi xuống em mà đi ba người em tiếp nổi không? Dạ được chị. Hãy nhìn thẳng vào nhau cảm nhận. Chúng ta có 30 giây để cảm nhận tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Xem chúng ta có cho nhau cơ hội không? Chúng ta có cùng chung nhịp đập hay không? Và đây có tương lai làm nửa trái tim của mình hay không? Nào, 30 giây bắt đầu dành cho các bạn. Em quyết định xong rồi. Bạn gái có muốn nói gì không? Chắc là để em sẽ trả lời qua nút bấm ạ. Tốt. Đưa tay vào đây. Chàng trai, cô gái cũng rất là thông minh, rất là nhanh, rất là năng động. Các bạn đủ để hiểu được chúng ta nên bấm nút hay không bấm nút. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rất nhanh nhẹn và quyết đoán, không cần phải nói nhiều. Đúng vậy. Nào nắm tay nhau các bạn. Tay nhau đi hai bạn. Những cô gái, những chàng trai rất là hiện đại. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là phần quà của Kumagon, hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây là những vé xem phim của hệ thống cụm rạp 212 Cinebox Lý Chiến Thắng. Các bạn có thể xem phim và tìm hiểu nhau với một không gian rất lãng mạn gửi tặng các bạn. Hãy nắm chặt tay nhau nào. Cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình rất là nhiều. Ở dưới nó khiếu nại kìa, hôn đi kìa. Phải hôn nhau. Hôn đi, hôn con gái. Hôn má. Hôn má. Hôn má. Hôn em một cái. Hôn nhau. Nào, hôn má. Hẹn hò chỗ nào bắn bắn nha. Tay chặt vào. Em là hơi nóng tính, nấu ăn không được ngon. Điểm yếu của em thì thức khuya mà dậy về trễ. Em lùn quá, em muốn tìm một người cao để cải thiện nội giống. Cái này cao mét 6 được không bạn? Mét 6 thì cải thiện được nhiều á. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi các bạn. Cặp đôi rất là dễ thương. Và bây giờ hãy cùng Cát Tường và Quyền Linh đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Hả màng. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, chúng ta giới thiệu nha, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể các vị khán giả. Em tên là Thu Chính, quê gốc của em ở Quảng Nam. Còn em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Tuổi của em mà tuổi mà chịu trách nhiệm trước pháp luật đó là sinh năm 91. Nhưng mà thực chất ra là em sinh năm 90. Em thì là bên hỗ trợ phần mềm của công ty FPT Software. Hiện tại em đang làm việc ở quận 7 á. Mời bạn nam. Lần đầu tiên cho em gửi lời chào đến khán giả, anh Quyền Linh cũng như chị Cát Tường và bạn kế bên. Em tên là Nguyễn Thành Trung. Em cũng giấy tờ thì em sinh năm 91, nhưng tuổi thật của em cũng là 90. Và cái gốc của em là Quảng Ngãi. Em
lớn lên tại Phố Hồ Chí Minh và hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương, làm việc tại Biên Hòa. Trời đất ơi. Và cái gì tùm lum vậy, rối quá vậy? Em cũng rối. Em cả xem cũng rối nữa. À, công việc của em hiện tại em đang làm giám sát nhà hàng tại Vincom Biên Hòa. Một bên là quận 7, một bên là Biên Hòa, cũng không quá xa ha. Cũng được. Rồi bây giờ mình giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình đi em. À, dạ em là một người chung là vui vẻ hòa đồng. Ưu điểm là dễ gần, có tính tự lập cao. Dạ còn điểm yếu của em thì hơi bị nhiều. Em là hơi nóng tính, nấu ăn không được ngon. Còn cái nữa là em hát rất là dở. Giọng hát của em là được đánh giá là giải tán đám đông. Làm đại miếng đi em, giải tán thử đám đông em. Ê chị, em đọc thơ, em đọc thơ. Hả? Em đọc thơ. Đọc thơ là em... tụ họp đám đông hay giải tán? Dạ không, tại vì nói chung là em cũng có một chút yêu thơ. Thì em có làm một bài à, lên tặng. Em tự sáng tác luôn hả? Dạ. Rồi, mời em. Hôm nay đến bến hẹn hò, cùng nhau ta sẽ chuyện trò nhé anh. Gặp nhau nếu phải duyên lành thì ta sánh bước song hành cùng nhau. Em ở đây, anh ở đâu, nắm tay ta sẽ về chung một nhà. Hay. Dễ thương. Sáu câu thơ rất là dễ thương. Đổi đáp thì em có làm thơ không? Dạ em làm thơ không được anh ơi. Có gì đáp con kia liền coi. Ca hát nhảy múa gì đó. Xin gửi đến khán giả cũng như anh Quyền Linh và các tường và bạn nữ bên cạnh một bài hát. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người chia sẻ. Bên hát bên làm thơ vậy thấy vui à. Rồi, bạn trai thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em nấu ăn khá tốt. Em có thể làm được rất là nhiều công việc. Tại vì trước đây thì em đã có một khoảng thời gian từng đi làm lễ tân khách sạn. Rồi một thời gian thì em đi làm bên kia kiển. Về cái ngành dịch vụ này thì em làm khá là nhiều. Điểm yếu của em thì em thức rất là khuya. Thức khuya mà dậy về trễ. Rồi, tình trường của hai bạn sao? Bạn nam? Dạ, hiện trải qua tại mấy mối thì, tình rồi. Từ đó đến giờ em thì trải qua được một mối tình. Một mối tình đó kéo dài 4 năm. Wow. Nhưng vì lý do hai bên có thể là không chấp nhận được những khuyết điểm của nhau, không thông cảm cho nhau cho nên tụi em tan vỡ. Và từ đó đến đây thì em cũng có tìm hiểu nhưng chưa tìm ra người phù hợp. Bạn gái thì sao? Em nói chị nghe là sau 27 năm tìm kiếm em vẫn chưa có một mối tình dắt dây nè. Hả? Chưa có một mối tình nào hết? Hồi xưa đi học phổ thông rồi học là... Dạ, ngày xưa em là thanh niên nghiêm túc, em chỉ biết học thôi. Còn xong đến khi ra làm, tại vì của em là có đi làm thứ bảy á, nên cứ từ thứ hai đến thứ bảy đi làm. Đi làm xong chủ nhật về mệt quá, ngủ quá, phát cái trưa dậy đi ăn cơm. Mọi người là chỗ làm cũng ai để ý mình luôn hả? Dạ em không để ý ai mà em không biết ai để ý em luôn nữa. Rồi bây giờ em muốn lấy chồng chưa? Dạ nhà hối quá rồi. Dạ em muốn kiếm chồng hình dáng thế nào? À dạ em thì tiêu chuẩn của em là về ngoại hình thì cao. Tại vì em lùn quá, em muốn tìm một người cao để cải thiện nòi giống. Rồi. Thứ hai á là... Cái này cao 1m6 được không bạn? Ủa 1m6 hả? 1m6 thì cải thiện được nhiều á. Cho con uống sữa cao, tăng trưởng chiều cao vô. Tại bây giờ nhiều sữa có thể giúp tăng trưởng chiều cao. Với lại thứ hai mình có thể cho con chơi thể thao thì cái vấn đề đó vẫn cải đúng thiện rồi. Được mà. Dạ. Rồi thứ hai là vừa người em thích mập quá cũng không thích ốm quá. Với lại cái mặt đó thì ở cái điểm mà làm em ấn tượng là có nụ cười duyên. Trời đây cười hoài luôn. Bên này xí quách nhiều được không bạn? Rồi em có yêu cầu tóc tai sao không? Dạ không, tóc tai sao cũng được anh. Có tóc cũng được, không tóc cũng được. Bên đây á. Chỗ có chỗ không được không bạn? Bên đây á là tóc dài, có dài, không có tóc, không có tóc, muốn sao cũng được hết trơn. Xí quách không à hả? Dạ xí quách không à chị. Bạn Hoài Linh đó. Trời ơi. Khỏe không? Khỏe chứ gì? Thích đất nổi không? Trời ơi. Nổi, đúng rồi. Đừng có ăn vạ ở đây rồi nha. Bao nhiêu chị, bao nhiêu cái? Tùy thức sức khỏe. Ừ, là được, tùy sức khỏe. Không có ép nha. Thôi thôi, trung tâm chấn thương chỉnh hình nó xa lắm. Thôi được, thôi được rồi. Thấy ổn rồi đó. Làm hồi nghe rớp mà mệt lắm. Khỏe ha, em nhịp khỏe tim ổn định ha. Ừ. Tim ổn định. Rồi được. Nãy giờ hình dung bạn gái bên này như thế nào? Nghe giọng thì chắc chúng chưa đoán được nhiều đâu. Em muốn là lát mình tự trải nghiệm nó hay hơn.
Bây giờ bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Dạ thì em thì có thể là sang năm. Nhà có ai hối gì chưa? Dạ nhà ba mẹ cũng hối lắm rồi. Có đặt ra tiêu chuẩn tìm nàng dâu như thế nào không? Dâu thì nói chung là ba mẹ em thì tùy vào quyết định của em thôi. Em thì cần giống như là mẫu người hiện đại. Nói chung là truyền thống thì nó cũng tốt, nhưng truyền thống thì nó theo cái lối sống cũ, thì em thích cái lối sống hiện đại hơn. Em biết tại sao mà em bị hói hai chỗ này không? Lại cái kiểu buộc tóc ghét cho nó hói đó. Bây giờ túm lên vậy chi cho nó gịch gịch lại, nó túm đây càng ngày nó càng liếm 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 này nữa. Nửa năm sau gặp lại em mất hẳn hai chỗ đó luôn. Không mất được đâu chị ơi. Đúng không quý vị? Chê đàn trai ta quá. Qua làm khó quá rồi anh Qua anh coi. Dạ, anh gái hết xác rạc luôn nha. Hết đàng hoàng, không có ăn gian nha. Dạ. Khỏe. Dạ, chào em. Cô bên đây hơi mập đó nha. Mập hơn. Anh là kỳ dễ thương lắm. Em nghĩ gì về làm dâu? Dạ, làm dâu thì nói chung là em không có đặt nặng lắm, nhưng mà do cái tính của em nó hơi vụng á. Với lại trong nhà gái út nên ít làm, nên em chỉ sợ là em không thể đáp ứng được. Đúng rồi. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Em không thích con trai út luôn. Em không thích bạo lực gia trưởng. Anh cũng nhỏ con lắm, không bạo lực nổi đâu. Dạ, không thích nóng tính nữa, tại vì tính em hơi nóng, em sợ về lửa gặp lửa ở trái luôn. Hả, nãy giờ em nghe hết rồi nha. Cặp này cũng xứng á. Em coi cảm nhận đi, rồi từ từ mình tính tiếp nữa. Bây giờ rồi. Mình nghe ý kiến người thân cái đi. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ, em đi phụ huynh em là hai đứa bạn. Trời ơi, tưởng phụ huynh, tôi tưởng ba mẹ gì, cô cậu gì. Rồi, chào em. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em là bạn từ hồi cấp 3 với cả 9. Tại em thì rất hài hước, vui vẻ, hòa đồng. Đúng là hơi nóng tính thiệt, một tí thôi hả, chứ không có nhiều đâu. Tự lập thì cực kỳ cao. Còn bạn trai bên này á, thì theo em cảm nhận thôi á, tự chủ nè, tư tưởng cũng thoải mái, kiểu lối sống hiện đại á. Em không biết là hai bạn có phù hợp với nhau không, thì để hai bạn tự cảm nhận thôi. Nên em nghĩ là chính nên cảm nhận và nên tạo cơ hội cho bản thân. Xin hết. Ta đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai chị đồng nghiệp. Rồi chào hai chị đồng nghiệp. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên Trâm, là quản lý cũ trước đây của Trung. Thì theo đánh giá trong công việc á, thì em nhận xét bạn là người có chí cầu tiến, làm việc thì cũng nhiệt tình, luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Đối với đi chơi bên ngoài thì anh chàng này là có khiếu nấu ăn giỏi. Theo quan sát thì là em thấy là hai bạn cũng có khá là nhiều điểm chung với nhau. Chỉ có cái là cái yếu điểm là các bạn nữ là đang đề cái mục tiêu là chiều cao, thì là có thể là cái phần ngoại hình là không đáp ứng. Nhưng mà nghĩ là nếu đã đến chương trình này rồi thì đó là vạn sự tùy duyên. Hy vọng là hai bạn hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Rồi cho đôi trẻ gặp nhau đi. Lại nấu ăn ngon lắm hả? Bên đây cô gái này muốn học nấu ăn nè, lát dạy cho cổ nha. Anh nấu ngon lắm á. Không, thường thường nấu sao không có ăn được ta? Nêm không đúng không? Đó. Em có hoa rồi. Về xả cái mái tóc xuống nha. Em rất là thích đi du lịch, nên em muốn tặng anh quyển này để chia sẻ cái đam mê của em với anh. Đó rồi. Là 4 điểm cực của nước Việt Nam. Rồi, cảm ơn bạn. Nãy giờ nói chuyện bước màn thì mình cũng chưa có nắm chắc được cái gì hết. Thì sau khi bước màn lên thì nói chung là theo sự đánh giá của mình thì bạn cũng nói chung là đạt được giống như là trong trí tưởng tượng của mình. Theo quan điểm của em á, thì hai người yêu nhau thì phải bắt nguồn từ cái sự tôn trọng và hiểu lẫn nhau, hiểu biết, quan tâm lẫn nhau. Thì cái tình yêu đó mới bền lâu được. Với anh thì như thế nào? Theo mình nghĩ thì tình yêu nó không có quan trọng chuyện là mình yêu nhau bao lâu, mình yêu nhau trong hoàn cảnh nào, mà quan trọng là cái mục đích, cái kết quả sau này của việc mình quen, mình đến với nhau nó là gì. Dạ. Quan trọng là kết quả mình có đi đến được hôn nhân hay không. Ví dụ bình thường á, trong công việc của em á, thì nhiều khi hơi bị stress á, thì thường cuối tuần em hay thích đi đây đi đó, thì anh có thể cùng em đi những cái nơi mà em muốn đến được không? Cái này thì nó hơi khó khăn một tí. Tại vì cái ngành mình là bên nhà hàng. Dạ. Thì thường nhà hàng là những ngày cuối tuần là những ngày đông khách, và những ngày đó thì hầu như là không được nghỉ. Nhưng bù lại những ngày từ thứ hai thứ sáu trong tuần thì mình có thể mình muốn nghỉ ngày nào cũng được. Hơi bất tiện cái đó. Vậy ví dụ như em với anh quen nhau thì một tuần hay một tháng gì em với anh gặp nhau mấy lần? Tại vì mình ở chính xác là Bình Dương với quận 7 thì nó không có xa.
mình có thể là ví dụ như những ngày nào mình làm sáng thì mình có thể gặp nhau hàng ngày cũng được. Sáng làm xong chạy lên trên đó, tối về bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Bây giờ muốn làm cái gì đặc biệt nữa không? Hai bạn tiến lên, đứng lên, nắm tay nhau, nhìn nhau 10 giây rồi chúng ta phát biểu cảm tưởng, rồi chúng ta trở về để quyết định bấm nút hay không. Để thấy chiều cao cũng tân xứng nè. Hai đứa gái nè. Rồi nhìn thẳng vào mắt nhau đi, để xem có điện truyền qua với nhau hay không. Nhìn xem đối phương có phải là cái người mình đang muốn tìm kiếm hay không. Sau 10 giây chúng ta sẽ quyết định bấm nút hẹn hò. Nhìn lâu lâu chút đi các bạn, cho các bạn tự cảm nhận đấy. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Ủa, cảm nhận của anh về em thế nào? Chung thì như anh nói lúc đầu là cái lần đầu gặp nhau thì nó cũng chưa có quyết định gì được nhiều hết. Nếu mà có cơ hội thì hy vọng là mình có những câu chuyện trò chuyện xa, câu chuyện về sau, về sau này. Có tí cảm nhận nào chưa em? Dạ có tí tí. Có tí rồi ha. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ đi. Trong kiểm tra xem trái tim của mình có rung động chưa các bạn. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định mình có đồng ý hẹn hò với đối phương hay không. Đã hẹn hò là phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Suy nghĩ thật kỹ nhé. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta và xem cái thời khắc này rất là quan trọng. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Lý do tại sao chàng trai không bấm? Nói chung là em cái gì em cũng cần vào cái cảm nhận đầu tiên. Đúng. Cảm nhận đầu tiên nó rất là quan trọng. Đúng vậy. Nói chung là lần đầu thì em như anh nói nãy là nói chung là chưa có gì đó sâu sắc hết. Có thể là do là em không có được cái cơ hội này thì hy vọng là những khán giả truyền hình thì họ sẽ có được những cơ hội này. Họ đến, họ mang lại hạnh phúc cho quá nhiều hơn. Chính xác như vậy. Cô gái, cô cảm giác thế nào? Em thì em nghĩ là em tới đây là giống như lúc nãy em nói á, là em tới đây là em đã mở lối cho em rồi. Cho mình một cơ hội nên ha. Dù cho bạn trai có bấm hay không thì mình vẫn cho bản thân mình một cơ hội. Chính xác luôn. Hay. Rất mạnh mẽ và quyết liệt. Rất bản lĩnh. À, và đây quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là phần quà từ Kumagon, hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Mỗi người có quan niệm của mình, mỗi người có một cách sống và để tìm hạnh phúc riêng cho mình. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương đó. Rồi, cảm ơn anh chị. Ok. Rồi, cảm ơn hai bạn.